Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam Mỹ Tiểu Muội. Hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 41, Ninh Diệu vừa sừng sốt vừa hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay che miệng Úc Lễ lại, không để cho hắn tiếp tục nói nữa. Huynh điên rồi sao? Mấy lời như vậy sao có thể nói bậy? Y biết Úc Lễ không phải tính cách an tính sợ phiền phức, cũng chẳng bao giờ theo khuôn phép cũ, nhưng hắn lại dám lấy thiên đạo ra nói đùa, không phải là quá lớn mật rồi sao? sự khẩn trương trong mắt Ninh Diệu đã hiện ra rất rõ ràng, nhưng bàn tay che bên ngoài miệng hắn vừa ấm lại vừa mềm. Úc lễ cứ để Ninh Diệu tùy ý che lại miệng mình trong chốc lát, mới nhẹ nhàng gỡ tay y xuống. Úc lễ vẫn còn nhớ đến chuyện có lẽ bây giờ mình vẫn còn chốt giá trị vũ lực, vì thế liền cố gắng giải thích trong phạm vi hiểu biết của Ninh Diệu, thiên đạo vốn là không tồn tại, chỉ là một thứ uy hiếp đối với người tu hành mà thôi, cho dù dùng nó để thề cũng sẽ không có tai họa gì xảy ra, đừng lo sau đó Úc Lễ liền thấy Ninh Diệu Trương ra biểu cảm bừng tỉnh, rồi vui vẻ nói thì ra là thế. Những người khác nói gì Ninh Diệu đều không tin, nhưng nếu là Úc Lễ nói, thì chẳng hiểu sao lại có một sức thuyết phục mạnh mẽ đến lạ. Úc Lễ cũng không bao giờ lừa y, hơn nữa cái gì hắn cũng biết, cho nên nói cái gì thì chắc chắn là cái đó. Ừm, Úc Lễ mỉm cười nhẹ, như thế nào, muốn thử không? Ninh Diệu túm túm quần áo của mình, y và Úc Lễ chính là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ thật là kích thích đây mới chính là hành động mà mấy bé chim non như y nên làm không những thế còn có thể ngăn cản những con chim khác quấy dày tội gì mà không thử ninh diệu ho nhẹ một tiếng ngẩng đầu nhìn vào đám phượng tộc đang bay lượn trên bầu trời rồi lên tiếng chư vị có thể đổi một nơi khác để nhảy múa được không ta và đạo lữ đến đây để cùng nhau ngắm hoa tâm sự hy vọng sẽ được yên tĩnh một chút dáng múa của những con chim lớn trên bầu trời đều rối loạn có phượng tộc không đủ trầm ồn liền nói phượng chủ hắn cũng có thể vì sao chúng ta lại không thể chúng ta không dám mơ tưởng đến hậu vị chỉ cầu được bầu bạn với ngài lúc phượng chủ không vui vẻ có thể đến giúp ngài giải sầu ninh diệu vung ống tay áo giả vờ như rất giận dữ nói vớ vẩn chúng ta đã lập lời thề với thiên đạo từ lâu kẻ nào phản bội sẽ bị kết cục hôi phi yên diệt nếu dám để ta nhìn thấy bộ dạng như vậy của các ngươi thêm một lần nữa, thì đừng trách ta không nể tình đồng tộc." Úc Lễ bị che ở phía sau, bóng người trước mắt là đang sợ những tên phượng tộc đó giận cho đánh mèo mà chút giận lên người hắn, nên cho dù thân hình y mảnh khảnh như vậy, vẫn cứ cố gắng điều chỉnh tư thế như cũ, dùng hết sức để che chở toàn bộ người hắn ở phía sau. Dục vọng muốn ôm người vào ngực cứ cuồn cuộn trong đáy lòng hắn, Úc Lễ rũ mắt, rồi vươn tay, nắm lấy bàn tay của người trước mặt ninh diệu sửng sốt ít nhất là khi ở trước mặt người khác chúng ta là một đôi đạo lữ ân ái có phải không úc lễ nhẹ giọng hỏi ninh diệu hiểu rõ bèn chờ tay nắm ngược lại tay hắn khóe miệng úc lễ cong lên rồi nhìn lên những tên phượng tộc trên bầu trời đang hỗn loạn vì tin tức này những tên phượng tộc đó đã sắp tức giận đến phun trào ra ngoài nhưng lại chẳng có cách nào khác chỉ đành ôm hận bỏ đi bốn phía đã khôi phục yên tĩnh nhưng Úc Lễ cũng không trực tiếp buông tay Ninh Diệu ra, mà hắn đang chờ đợi phản ứng của Ninh Diệu. Ninh Diệu cũng không buông ra, y vui vẻ nắm lấy tay Úc Lễ, còn lắc qua lắc lại, bạn tốt, tay trong tay nè. Ninh Diệu nói xong mới nhớ đến chuyện bọn họ không phải bạn tốt, vì thế liền sửa miệng, là huynh đệ tốt, tay trong tay. Cách của huynh đúng thật là tốt lắm luôn. Úc Lễ trầm mặc nhìn Ninh Diệu, hắn có thể nhìn ra rất dễ dàng bây giờ thái độ của ninh diệu đối với hắn là không hề có một chút suy nghĩ gì về phương diện kia trong mắt ninh diệu bọn họ là huynh đệ tốt là bạn bè tốt nhưng chắc chắn không phải là một đôi yêu nhau hắn bắt buộc phải chậm rãi sửa lại quan niệm này của y tốt nhất chính là nhân lúc ninh diệu chưa kịp khôi phục ký ức mà khiến y sinh ra hào cảm với hắn nếu không thì đợi đến khi ký ức của ninh diệu khôi phục lại được rồi thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được hắn đang tính toán điều gì cuối cùng thì thiếu gia nhỏ của hắn đã bị quá nhiều người theo đuổi, mà hắn chỉ là một phần vạn trong số đó. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng những thủ đoạn bức bách cưỡng ép y. Nói miệng không có bằng chứng, ta nghĩ chúng ta vẫn phải cần một ít đồ vật khác, để cho mọi người đều biết chúng ta là đạo lữ. Nếu cứ không thấy một lần thì cứ giải thích một lần, vậy thì không phải phiền phức lắm sao? Úc Lễ nói, cũng đúng, Ninh Diệu đồng ý, nhưng mà phải làm như thế nào? Em đừng yên, Đừng cử động, Úc Lễ nói, Ninh Diệu ngoan ngoãn đi theo, sóng vai đi đến trước mặt hắn. Nhắm mắt, Úc Lễ lại nói, vì thế Ninh Diệu liền theo lời hắn mà nhắm mắt lại, khi tầm mắt rơi vào khó khăn thì các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Ninh Diệu có thể cảm nhận được mặt của Úc Lễ đang tiến đến càng ngày càng gần y, hơi thở vừa nóng như lửa lại vừa lạnh như băng chỉ thuộc về một mình Úc Lễ cứ quanh quẩn quanh chóp mũi y. Ninh Diệu cứng người, trong đầu bắt đầu không chịu khống chế mà hiện ra đủ loại hình ảnh. Đây là muốn làm gì vậy, chẳng lẽ là, không được, bọn họ là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ cơ mà. Bọn họ có phải đạo lữ thật đâu, trước khi Ninh Diệu chịu không nổi nữa mà mở mắt ra, chán của Úc Lễ đã dán lên chán y, ở nơi hai người chạm vào nhau, xuất hiện một dòng nước ấm mạnh mẽ tiến vào cơ thể Ninh Diệu. Dòng nước ấm kia vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, như đang nhẹ nhàng cào trong máu y tuy rằng ninh diệu đã nhắm cả hai mắt nhưng thần kỳ là y vẫn có thể nhìn thấy được trên trán mình đã xuất hiện một ấn ký màu vàng nhàn nhạt, nhạt lại còn khá xinh đẹp có chịu được cái ấn ký này không trên người ta cũng có khi người khác tò mò về quan hệ của chúng ta nó sẽ xuất hiện thứ này chỉ giữ được mấy ngày qua một thời gian nữa nó sẽ biến mất úc lễ vừa nói chuyện vừa muốn kéo dài ra khoảng cách giữa hai người nhưng sau khi ninh diệu nghe úc lễ nói xong cũng muốn nhìn ấn ký trên trán hắn có hình dạng thế nào, nên liền ngẩng đầu lên. Ninh Diệu ngẩng đầu lên quá nhanh, trong chớp mắt, trán của y đã chạm phải một thứ gì đó vừa mỏng lại vừa lành lạnh. Đây là, tầm mắt của Ninh Diệu hơi chuyển động một chút, đối mặt với đôi môi hơi mỏng của Úc Lễ. Ninh Diệu, Úc Lễ sừng sốt, trong nháy mắt tiếp theo liền nghe một tiếng phịch, bóng người đang đứng thẳng lại đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi. Nhưng lại có một cục bông nho nhỏ rơi xuống tầng tầng lớp lớp bên trong quần áo hắn cục bông động đậy vài cái cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc rồi nằm yên bất động úc lễ kéo quần áo lên mới nhìn thấy được cục bông bé xíu màu hồng nhạt đang nằm bên dưới úc lễ vươn tay chọc chọc vào cục bông tròn vo kia nhưng cục bông này lại giả chết rất giỏi không thèm nhúc nhích một chút nào em còn ngại à úc lễ cười ánh mắt vô cùng dịu dàng ninh diệu không thèm nói lời nào cứ xem như là y chết rồi đi bây giờ y sẽ lập tức giang cánh bay ra khỏi hành tinh này luôn hai mắt ninh diệu nhắm chặt sau đó y lại cảm thấy cả cơ thể mình bị bế lên rồi được đưa vào một nơi thật ấm áp nơi này ninh diệu rất quen thuộc đây chính là quê hương yêu dấu của y trong ngực của úc lễ ninh diệu được úc lễ đưa đi y nằm trong lòng ngực của úc lễ tự làm công tác tư tưởng cho chính mình y bông bông xù xù như vậy chắc chắn vẫn còn là một bé thú non lúc hôn mùi với thú non thì phải hôn lên chóp mũi mới đúng ninh diệu tự thuyết phục mình tuy rằng chỉ có một chút thẹn thùng nhưng cuối cùng vẫn biến từ cục bông màu hồng trở về cục bông màu vàng nhạt y suy nghĩ một lát rồi thò đầu ra khỏi ngực úc lễ chúng ta làm chính sự trước đi tính ra ngày hoàng đạo gần nhất trước sau đó lại đi xem bên ngoài đã chuẩn bị thế nào ta muốn được lên làm yêu vương nhanh nhanh một chút úc lễ là đạo lữ của y nên hắn sẽ không bị người khác bắt nạt nữa y còn phải nhanh chóng ban bố quy định để nhân tộc có thể tự do đi lại ở yêu tộc mà không bị khinh nhục vì thế Úc Lễ liền đưa Ninh Diệu ra ngoài, bọn họ rời khỏi lãnh địa của phượng tộc, hướng về địa bàn của yêu vương ở phía trước. Tầm cung vốn thuộc về yêu vương ở nơi đó vốn đã bị dỡ bỏ, một nhóm tiểu yêu đang xây dựng một tầm cung khác hoa lệ hơn, yêu nhiều lực lượng lớn, cũng gần như đã hoàn thành. Còn có đài tế trời được dùng khi đăng cơ, cũng gần như đã được xây xong. Thủ hạ của yêu vương trước rất sốc sức làm việc, Úc Lễ đưa Ninh Diệu nấp bên cạnh cái cây gần đó để nhìn một chút, rồi mới xoay người bỏ đi bọn họ đều rất mong chờ em đăng cơ úc lễ nói đó là đương nhiên mà ninh diệu ngừng đầu ưỡn ngực tiếp tục chỉ huy úc lễ đi đến những nơi khác y muốn đi dạo ở đường phố trung tâm yêu tộc một chút để nhìn xem phản ứng của người khác đối với tân vương yêu tộc tân nhiệm là y như thế nào trên đường phố vẫn náo nhiệt phi phàm như cũ úc lễ cứ tùy tiện đưa ninh diệu đi khi đi qua một cửa hàng bán thức ăn cho thú non liền bị ông chủ gọi lại Ông chủ, ông còn nhớ ta sao? Ninh Diệu vui vẻ hỏi. Sao lại không nhận ra, thú non giống tròn vo giống như người thật sự rất hiếm thấy? Ông chủ vui tươi hớn hở mà trả lời. Người lớn trong nhà của bé thú non này vung tiền như rác như vậy, tùy tiện là có thể vung ra một khối linh thạch thượng phẩm, hiếm thấy như vậy, thì làm sao ông ta có thể không nhớ bộ dạng của khách hàng lớn này đây? Người đến đây mua đồ cũng không ít, Ninh Diệu nhìn nhìn sang bên cạnh, thuận miệng khơi ra một đề tài để nói chuyện phiếm với ông chủ. Ông chủ, ông có biết yêu vương tân nhiệm không, ta cũng muốn tham gia bách điều triều phượng. Những lời này nghe có vẻ rất ngây thơ, mấy người đang mua đồ ở bên cạnh đều đồng loạt quay sang nhìn, sau khi nhìn thấy người nói là một bé chim non vàng nhạt, liền hiểu ý mà cười. Vậy thì có thể ngươi không đuổi kịp đâu, Phượng Hoàng chỉ cần quạt cánh một cái, khoảng cách đó có khả năng là bằng ngươi bay suốt một canh giờ đó. Không bằng để cho người lớn trong nhà của ngươi ôm ngươi chạy trên mặt đất, có thể là sẽ nhanh hơn ngươi bay lên một chút. Sau khi Ninh Diệu bị trêu chọc như vậy cũng không hề tức giận, tiếp tục hỏi, ngài ấy lợi hại như vậy sao? Vậy yêu vương tân nhiệm là tốt hay là không tốt? Nói đến vấn đề này, mọi người liền sôi nổi lên. Bọn họ sùng bái Phượng Hoàng vô cùng, huống chi yêu vương trước đây tàn bạo đến cực điểm, tùy tiện nuốt yêu quái khác, bọn họ cũng đã bất mãn từ lâu rồi. Hỏi cũng đủ rồi ninh diệu đang muốn bảo úc lễ dẫn y rời đi bỗng nhiên nghe thấy những người khác cảm thán vài câu tân yêu vương là phượng hoàng sau này chắc hẳn là cả một nhà phượng tộc nắm quyền nhỉ phượng tộc nắm quyền thì cứ nắm quyền dù gì cũng tốt hơn so với trước đây sợ là sau này long tộc cũng không khống chế được phượng tộc nữa màn tre của cuộc tranh đoạt long phượng này cứ như vậy mà rơi xuống ninh diệu vừa nghe thấy đã nhăn mày có những chuyện y nghe không hiểu lắm nhưng y vẫn cảm thấy chuyện một nhà độc chiếm quyền lực cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì bên trong phượng tộc nhiều chim như vậy nói không chừng y cũng chẳng có đủ thời gian dành để lo hết vậy thì có cách nào khác để quyền lực của phượng tộc gần như bị một bên khác giám sát hay không trời đang nắng bỗng vang lên một tiếng sấm thật lớn bầu trời xanh thẳm bị mây đen che khuất toàn bộ bầu trời đều trở nên tối sầm lại sao lại thế này tin tức nóng hổi đây tin tức siêu nóng hổi luôn đây yêu quái thần lằn đi khắp hang cùng ngõ hẻm thông báo tin tức mới mà nó vừa nghe được. Long tộc mở tế đàn rồi. Cái gì? Chúng yêu hoảng hốt, vây quanh yêu thần lằn. Người nói nhanh lên coi. Ninh Diệu túm chặt lấy áo của Úc Lễ, bắt hắn phải dẫn y đến đó để thò đầu vào nghe. Vì thế Úc Lễ liền đến gần, Ninh Diệu liền nghe thấy tên yêu quái thần lằn kia nói chuyện bằng một giọng điệu cực kỳ kích động. Bọn họ nói, từ thời thượng cổ đến nay, thời điểm rồng phượng xuất hiện đều rất gần nhau, bây giờ Phượng Hoàng đã hiện thế, thì chắc chắn chân Long cũng đã quay về. Cho nên tối nay bọn họ mới mở tế đàn để triệu hồi chân Long quay về. Mắt ninh diệu sáng rực, y bò từ trong ngực Úc Lễ ra ngoài, rồi bò lên vai hắn, sau đó kề sát vào lỗ tai hắn mà nói chuyện. Chân Long kia chẳng phải là ta sao? Ninh Diệu khiếp sợ nói. Y, chính là đứa con hỗn huyết Long Phượng siêu lợi hại luôn á. Ninh Diệu chớp mắt một cái, lập tức nghĩ ra kế hoạch. Trước khi y đến, hai tộc Long Phượng khắc chế lẫn nhau. Bây giờ nếu như có Long tộc trợ giúp, hai nhà chế ngự lẫn nhau, tránh chuyện một nhà độc chiếm quyền hành, đó là chuyện không thể tốt hơn. Y quyết định, tối nay y sẽ lẻn vào tế đàn của Long tộc, lên sân khấu thật tỏa sáng. Chương 42: Lẻn vào tế đàn của Long tộc, nghe thấy liền biết không phải chuyện dễ dàng. Cái kế hoạch này có thể tinh giản đi chút nào hay không? Ví dụ như tìm đến được cửa nhà long tộc để gõ cửa, rồi tự giới thiệu với tên long tộc ra mở cửa, chào ngươi, thật ra ta chính là con rồng mà ngươi cần tìm, lần đầu tiên gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Dáng vẻ như vậy đã được chưa? Ninh Diệu cao mày tự hỏi, làm vậy cũng được, nhưng mà có vẻ như không được lợi hại cho lắm, cứ lên sân khấu theo kiểu bình thường không có gì khác lạ như vậy, thì làm sao có thể thuyết phục được đám đại yêu kia đây? Ninh Diệu ôm cổ Úc Lễ, nhỏ giọng thì thầm với hắn, huynh nghĩ thế nào? chúng ta có thể lèn vào thành công hay không thì phải xem ca ca phát huy thế nào rồi nếu huynh cảm thấy không ổn thì ta nghĩ thêm cách khác nha úc lễ nhẹ nhàng sờ thân thể lông xù xù của ninh diệu được em muốn khi nào đi cũng được thật vậy sao ninh diệu nghe được lời bảo đảm của úc lễ liền vui vẻ ngay nhưng khi nghĩ về những chuyện khác lại lo lắng hỏi ta vừa là rồng lại vừa là phượng có khi nào bọn họ sẽ không tin ta rồi liên thủ với nhau để đánh ta không tuy rằng y rất lợi hại, nhưng cũng không chịu được nhiều yêu như vậy vây đánh đâu. Khóe miệng Úc Lễ cong lên, bàn tay vuốt ve Ninh Diệu lại càng nhẹ nhàng hơn, một yêu tộc nho nhỏ, sao có thể chống lại được em? Nếu như không tin, thì cứ dùng sức mạnh ép bọn họ thần phục. Nghe Úc Lễ nói xong, nhiệt huyết của Ninh Diệu liền sôi trào, cảm thấy mình chính là người mạnh nhất, khắp tam giới không có đối thủ. Thì ra trong mắt Úc Lễ y lại lợi hại như thế, vậy nên y nhất định không thể suy sụp phải giữ vững hình tượng lợi hại vô địch của mình. Ninh Diệu hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc gật đầu. Bên trong tế đàn đã mở, những kẻ thuộc long tộc đang đứng đang dùng cách nào đó để triệu hồi vị vương của bọn họ. Pháp sự này cần phải thực hiện trong vài canh giờ, chuyện này rất quan trọng, nên toàn bộ long tộc chia thành hai nhóm, một nhóm phụ trách cho việc triệu hoán được tiến hành thuận lợi, còn một nhóm khác thì làm nhiệm vụ phụ trách an toàn, tránh cho những con yêu quái khác đến phá hủy nghi thức này toàn bộ yêu của long tộc đều đã bày sẵn trận địa sẵn sàng nghênh đón kẻ địch bọn họ đi tuần tra quanh chỗ ranh giới của lãnh địa để bảo đảm rằng khu vực nào cũng được thần thức bao trùm không có tên yêu nào có thể tùy tiện lẻn vào từ chỗ khe hở tên yêu nào dám xông vào nhất định không có quả tốt mà ăn con rồng thân hình thô dài bay lượn trên bầu trời mà ở bên dưới ninh diệu đã khẩn trương đến mức nắm chặt lấy đuôi tóc của ốc lễ ninh diệu trốn trong lòng ngực của ốc lễ liền thò đầu ra ngoài thám thính bầu trời vốn trong xanh không hề có một chút mây nào, nhưng vì bị long tộc thi pháp, nên bây giờ đã bị mây đen che khuất hoàn toàn, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài tia chớp. Thân thể của tên long tộc bay lượn trên tầng mây dày nặng vừa dài vừa thô kịch, bọn họ đều là lực lượng tinh anh của long tộc, cho nên thân hình rất hùng vĩ. Khi đột ngột nhìn thấy họ bay lên, thật sự có cảm giác như đã được nhìn thấy rồng thực thụ. Ninh Diệu không dám thở mạnh, y sợ rằng mình không cẩn thận, làm mất đi hiệu lực của thuật ẩn nấp mà Úc Lễ tạo ra, khiến cho mấy tên long tộc kia phát hiện. Chuyện khác thì không nói, nhưng thân hình của mấy tên long tộc đó khổng lồ quá, chỉ cần há miệng một cái là có thể nuốt luôn cả y và Úc Lễ vào bụng rồi. Úc Lễ xoa xoa đầu Ninh Diệu, đưa y bay vào lãnh địa của long tộc. Ninh Diệu trơ mắt nhìn mình đã cách mấy long tộc kia càng ngày càng gần, gần đến mức y có thể nhìn thấy được cả phần vải đen nhánh trên cái đầu thật lớn của mấy người đó luôn rồi. Ninh Diệu nín thở, mà Úc Lễ vẫn cứ đưa y bay qua cái đầu rồng thật lớn kia, nhưng lại không hề khiến cho Long tộc chú ý đến một chút nào. Thành công rồi, bọn họ thật sự có thể lèn vào mà không bị phát hiện. Úc Lễ lười biếng mở miệng, trình độ của bọn họ không phát hiện được. À, sao huynh lại nói chuyện rồi? Ninh Diệu hoảng hốt, nhào đến che miệng Úc Lễ lại. Chúng ta là đang bí mật lẻn vào mà. Nhưng bây giờ thân thể của Ninh Diệu lại quá nhỏ, Trước đây y chỉ cần một tay là có thể che miệng úc lễ lại, còn bây giờ thì cái cánh bé nhỏ này của y hoàn toàn không thể làm gì được, chỉ có lấy bụng áp vào mặt úc lễ mới có thể lấp kín miệng hắn. Kế hoạch bịt miệng của Ninh Diệu thất bại, mà cùng lúc đó cái miệng to của Long Tộc đã mở ra, phát ra một tiếng giống thật lớn. Tiếng giống kia tựa như có thể xé rách cả đất trời, biểu thị cho sự phẫn nộ và cảnh cáo của Long Tộc. Bọn họ bị phát hiện rồi, Ninh Diệu cứng đờ đang định nhảy ra biến thành phượng hoàng lớn để che chở cho ốc lễ không bị đánh, liền thấy long tộc kia nhìn về hướng lúc bọn họ bay tới, mà trong tròng mắt cam vàng kia cũng không phải là nhìn bọn họ. Đây là Ninh Diệu dừng lôi kéo ốc lễ, nhìn về hướng mà long tộc kia đang nhìn, ánh sáng mặt trời trên cao bị mây đen che khuất mà trở nên thật ảm đạm, nhưng có một thứ đồ gì đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt đang bay lượn. Đó là một loài chim thật lớn, cơ thể vừa thon dài vừa linh hoạt, lông chim còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt giáng vẻ vô cùng cao cao tại thượng. Là Phượng tộc, Ninh Diệu khiếp sợ trở to mắt, sao bọn họ lại đến nơi này? Một con chim lớn lông đỏ như lửa cầm đầu đám người kia, đúng thật là Phượng Huyền mà Ninh Diệu đã từng gặp qua. Long tộc vẫn nổ phóng về phía bọn người Phượng Huyền, hai đám người còn chưa nói chuyện đã lao vào tiến hành lượt đánh nhau đầu tiên. Linh lực bàng bạc đối đầu với nhau rồi nổ tung trên không trung, hình thành một luồng khí xoáy thật lớn cỏ cây trên mặt đất đều bị cơn lốc xoáy này cuốn bay đi hết. Ninh Diệu nheo mắt lại, muốn cảm thụ dư chấn quét qua, thế nhưng dư chấn nhìn vào là biết có uy lực không nhỏ kia lại không hề thổi bay được một sợi lông tơ nào của y, còn nhỏ bé hơn cả một cơn gió nhẹ chẳng đáng nhắc đến. Lạ vậy, đôi mắt đậu đen của Ninh Diệu chớp chớp, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Húc lễ chỉ cười nhẹ, rồi cúi đầu, nghiêm túc giải thích cho Ninh Diệu nghe, em là tổ tông của bọn họ, mấy đòn công kích đó của bọn họ thì làm sao có thể ảnh hưởng đến em đương nhiên là sẽ tự động tranh em đi thì ra là như vậy ra là y mạnh đến thế ninh diệu hiểu rõ rồi liền thành thơi lôi kéo úc lễ cùng xem hai tộc long phượng đấu đá sau khi hai tộc đấu đá đủ rồi nhưng không có bên nào chiếm được thế thượng phong vì thế họ liền kéo giãn khoảng cách cảnh giác nhìn lẫn nhau bên phía long tộc lại lên tiếng trước các ngươi đến nơi này làm gì Nơi này không chào đón các ngươi, cút về đi. Đương nhiên, phượng tộc bên kia làm sao có thể ngoan ngoãn quay về, Phượng Huyền cầm đầu liền cười nhạo một tiếng, ngươi bảo cút thì phải cút sao? Ngươi là cộng hành nào, thế mà lại muốn ra lệnh với bọn ta, nằm mơ đi. Nhóm Long tộc sau khi nghe thấy câu trả lời của Phượng Huyền, liền nổi giận đùng đùng, nơi này là địa bàn của bọn ta. Tự tiện xông vào lãnh địa của bọn họ, lại còn dám nói kiểu hợp tình hợp lý như vậy? Phượng Huyền cười ha hả ta đến đây cũng chỉ vì muốn giao lưu thân mật với các ngươi một lần, ai mà biết các ngươi vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau đâu. Là Phượng tộc các ngươi không quan tâm đến sự phát triển của yêu tộc, trước đây đã từ chối liên hôn hữu hảo, giao tình giữa hai tộc chúng ta đã vỡ rồi, không còn gì để nói nữa. Tên Long tộc cầm đầu phun ra một ngọn lửa đen, không biết nghĩ đến cái gì, mà hai con mắt to màu cam vàng lại sáng lập lòe. Trừ phi, các ngươi đồng ý nhường Phượng Hoàng cho bọn ta. Để y liên hôn với bọn ta, sinh ra đời sau thật ưu tú. Như vậy thì chúng ta sẽ đồng ý hợp tác hòa bình với các ngươi." Long tộc nói. Vừa nghe câu đó, Phượng tộc ở đây đều nổi giận như sấm rền, "Ngươi nằm mơ. Đi chết đi. Ngay cả bọn họ cũng không thể ở bên cạnh Phượng hoàng, không thể cùng y sinh ra một bé Phượng hoàng ưu tú, vậy mà đám Long tộc này lại dám can đảm si tâm vọng tưởng ở chỗ này." Chiến tranh lại bùng nổ, chiêu thức của Phượng tộc đều thiên về sự hoa lệ, khiến cho người ta nhìn mà hoa cả mắt còn bên phía long tộc lại khá là chất phác nhưng lực sát thương lại không hề nhỏ chút nào một chuỗi chiêu thức thật dài giúp ninh diệu được mở rộng tầm mắt giữa lúc đó phượng huyền lại dựa vào khe hở mà quay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu cho một phượng tộc ở phía sau bọn họ đã bàn bạc với nhau từ lâu có một tên phượng tộc vẫn luôn đứng yên không hề ra tay giữ lại thực lực liền gật đầu miệng nhẹ nhàng đọc khẩu ngữ muốn xé ra một cái của ở trên không trung rồi đột nhập vào khe hở xuất hiện giữa hư không dần dần hiện ra, nhưng tên phượng tộc kia còn chưa kịp tiến vào, thì một cái đuôi rồng khổng lồ đã nhanh chóng đánh tan cái khe hở kia. Cho rằng bọn ta không biết các ngươi đang muốn làm gì. Long tộc đánh tan khe hở cười lạnh một tiếng, muốn phá hủy pháp sự của bọn ta, khiến bọn ta không thể chịu hoán chân long. Đáng tiếc, mọi chuyện không thể được như ý nguyện của các ngươi. Các ngươi cũng biết rõ là trong sách cổ từ thời thượng cổ cũng có ghi chép lại, Trần Long và Phượng Hoàng trước giờ đều bất hòa, vậy mà còn muốn Triệu Hoán, trong lòng các ngươi đang suy tính điều gì? Các ngươi bất nhân, cũng đừng trách bọn ta bất nghĩa." Phượng Huyền quạt cánh, tạo ra mấy ngọn lửa nóng rực bay về phía Long tộc. "Hừ, tóm lại các ngươi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện một nhà độc chiếm quyền lực, Long tộc ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị đạp dưới chân." Nhìn thấy hai bên lại bắt đầu lao vào đánh nhau, Ninh Diệu xem hết toàn bộ quá trình, nên cũng đã hiểu rõ được mọi chuyện y liền nôn nóng túm lấy quần áo của Úc Lễ. Hai bên này, một bên vì triệu hoán y mà đánh nhau, còn bên kia thì lại vì sợ con rồng kia được triệu hoán ra rồi sẽ bắt nạt mình nên mới đánh, như vậy cũng quá. Ninh Diệu bây giờ chỉ hận không thể xông thẳng vào, nắm một bên, mắng một bên, đừng có đánh nhau nữa. Ngoan ngoãn ngồi xuống hết nghe y nói, bắt tay giảng hòa đi, rồi cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết hòa bình. Nhưng lý trí lại không để cho Ninh Diệu làm chuyện này, Y hít sâu một hơi, rồi nói với Úc Lễ, "Chúng ta đi thôi, đến tế đàn." Được, Úc Lễ xoa đầu Ninh Diệu, đưa y bay vào bên trong. Dọc đường, bọn họ vượt qua rất nhiều long tộc đang tuần tra, nhưng những tên long tộc đó đều không phát hiện được bọn họ. Cả đường Ninh Diệu chỉ bị kinh ngạc nhưng không hề có một chút nguy hiểm nào, cuối cùng liền tới được nơi cần đến. Tế đàn của long tộc cực kỳ lớn, tế đàn điêu khắc rất nhiều ám văn cổ xưa nên nhìn vô cùng uy nghiêm mà các tinh anh trong long tộc đều nhắm mắt xếp bằng bên cạnh miệng nghiệm chú pháp bên thái dương đổ xuống mấy giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đen nghi thức triệu hoán đối với bọn họ thật sự là quá vất vả nhưng không hề có một tên long tộc nào dám rời khỏi vô cùng kiên trì ám văn khắc trên tế đàn đột nhiên sáng lên một chút sau đó lại tàn đi mà long tộc ngồi ở bên cạnh tế đàn liền đồng loạt phun ra một búng máu mây đen vốn đang che đậy bầu trời liền tàn đi hết lộ ra bầu trời trong xanh và mặt trời chói trang tựa như sẽ không còn trận mưa to như vậy rơi xuống nữa chỉ có thể đến đây thôi sao long tộc có hai sừng rồng trên đỉnh đầu nắm chặt hai tay đột nhiên đấm thẳng xuống mặt đất bi phẫn nói long vương à sao ngài lại không chịu nhìn mặt bọn ta một lần chẳng lẽ là do bọn ta không đủ thành kính sao ngài muốn bọn ta làm gì cũng được ta tình nguyện vì ngài mà máu chảy đầu rơi một tiếng sấm sét đột nhiên vang lên giữa trời quang mây đen đã tiêu tán lại tụ về lần nữa, không những thế mà còn dày và nặng hơn lần trước. Gió lớn bất chợt nổi lên, tia chớp to lớn như thùng nước cứ lập lòe trên không trung, trước khi mưa to chút xuống, một luồng gió lạnh lẽo lại quét qua. Long tộc dùng nắm tay đấm xuống mặt đất liền ngẩng đầu lên, rồi cau mày, trên gương mặt tuấn lãng kia hiện ra vẻ khó tin rồi giải ra, đây là. Một tia sét lớn hơn cả cổ thụ ngàn năm bỗng sáng lên, từ trên không trung đánh thẳng xuống, bổ thẳng vào giữa tế đàn. Tất cả yêu quái ở đây đều bị tia chớp kia làm cho chói đến mức không mở mắt ra được, đến khi ánh sáng đó tản đi, liền nhìn thấy một bóng người thon dài đang đứng giữa tế đàn. Mái tóc dài của người nọ xanh thẳm, pháp bào mặc trên người cũng không nhìn ra được là dùng chất liệu gì, nhưng trên đó lại có một ít sấm chớp mờ ảo vần quanh. Ngay lúc người nọ xuất hiện, một luồng uy áp khủng bố như trời biển tràn ngập khắp đất trời. Uy áp này thật sự quá khủng khiếp cho dù nó chẳng hề nhắm vào một ai nhưng cũng có thể khiến cho tất cả long tộc ở đây không chịu nổi mà cong cả người, quỳ dạp xuống đất. Nhưng bọn họ lại chẳng hề nổi giận, mà chỉ si mê nhìn vào bóng dáng kia, cùng với mái tóc lam đậm đó. Dưới ánh mắt chờ đợi của nhiều người như vậy, cuối cùng bóng hình kia mới quay đầu, để lộ một gương mặt không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, ngay cả sườn mặt cũng giống hệt như được thần tiên chế tác. Là các ngươi đang kêu gọi ta, chương 43, là chân long. Tất cả long tộc ở đây đều mở to hai mắt, không dám chớp mắt nhìn vào bóng dáng kia. Y chưa mang giày vớ, hai chân đều trần trụi, bước từ đỉnh cao của tế đàn xuống. Ở phía sau y là mây đen cuồn cuộn tựa như có thể khiến cho cả tòa yêu thành đổ sụp, ánh mặt trời đã bị che lấp hoàn toàn, chỉ còn lại bóng tối đặc sệt. Giữa nơi tối tăm này, ánh sáng duy nhất dường như chỉ có làn da trắng đến mức phát sáng của người nọ. Đôi chân vươn ra khỏi quần áo khi y bước đi trắng đến lóa mắt nó chưa từng đạp lên bậc thang cứng rắn lạnh băng của tế đàn mà là bước lên trên hư không vẫn cứ thanh khiết như lúc ban đầu chưa từng bị cho bụi trên mặt đất dính vào một chút nào thần đây nhất định là thần long bước ra từ trong truyền thuyết ta nghe thấy các ngươi đang triệu hoán đứng dậy hết đi thần long nhàn nhạt nói giả long tộc đang quỳ trên mặt đất đều tất cung tất kính mà hành đại lễ thêm một lần nữa sau đó mới đứng lên lệnh bài bên hông nam nhân có hai sừng dài liền sáng lên truyền cho gã một tin tức. Nam nhân sừng dài nhân mày, hư lạnh một tiếng, rồi nói với lệnh bài, hư, đúng là không biết trời cao đất dày, pháp sự đã thành công, đuổi hết bọn chúng đi, đừng phá hỏng tâm trạng của Long Vương. Lúc này đây, kế hoạch của phượng tộc đã không thể thành công, bọn họ cũng là yêu được Long Vương phù hộ mà. Nhưng Long Vương cao cao tại thượng kia lại lên tiếng, là phượng tộc ở bên ngoài. Nam nhân kinh hoàng, nghĩ thầm đúng là không có chuyện gì mà Long Vương không biết, cúi đầu là do bọn họ toan tính cản trở pháp sự, không cho ngài quay về, họ dám đến đây làm loạn, nên ta mới đuổi bọn họ đi. Không cần, Long tộc liền nghe thấy Long Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Để bọn họ vào đi, có một số việc, cũng nên để cho các ngươi biết. Là chuyện gì, vẻ mặt của chúng Long tộc đều ngơ ngác, nhưng vẫn dựa theo lời y phân phó, để bọn thủ vệ cho đám phượng tộc bên ngoài đi vào tình hình phát triển như vậy khiến cho một đám chim của phượng tộc đều không nghĩ ra được chuyện cho bọn họ đi vào này nhìn thế nào cũng cảm thấy không có ý tốt nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì làm sao họ có thể lùi bước được vì thế liền cắn răng quạt cánh bay vào bọn họ bay thẳng đến tế đàn cũng thấy được bóng dáng thon dài đang đứng giữa tế đàn kia cho dù chỉ là một bóng dáng nhưng cũng có thể khiến cho chúng yêu đồng loạt động tâm đây là long vương của long tộc sao lại thấy có hơi quen quen vậy Phượng Huyền cau mày, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Mà lúc này Long Vương kia lại quay đầu nhìn về phía bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Phượng tộc, mặt của tên Long Vương này giống y như đúc với Phượng chủ của bọn họ. Chờ một chút, nhìn kỹ lại đã, thứ mà tên này mặc trên người vẫn là bộ pháp bào mà trước đây bọn họ đưa đến. Xét đánh giữa trời quang, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay Phượng hoàng của bọn họ bị ăn luôn rồi, nên pháp bào mới bị cướp mất như vậy? Quả nhiên, quả nhiên rồng và phượng không thể sống chung hòa bình, hôm nay bọn họ phải giết Long Vương, bắt tên này phải đền mạng cho Phượng Hoàng. Trong lòng phượng tộc đồng loạt xuất hiện sự khiếp sợ cùng chua sót, lúc này bọn họ đều bất chấp chuyện dùng loại pháp thuật gì, phượng huyền cúi đầu, đâm thẳng về phía Long Vương, nghĩ thầm tốt nhất là có thể đâm chết tên Long Vương này. Đâm Long Vương bất tử, nếu như đâm chết được tên này, thì họ có thể hợp táng cùng Phượng Hoàng xung lượng thật lớn bị đánh tan vô cùng nhẹ nhàng phượng huyền chỉ cảm thấy có một bàn tay thật ấm áp đặt lên đỉnh đầu mình cái tay kia cứ nhẹ nhàng vuốt ve cái màu trên đỉnh đầu gã tựa như đang vuốt ve một vãn bối không hiểu chuyện sao nào mới mấy canh giờ không gặp đã không nhận ra ta rồi long vương nhàn nhạt nói phượng huyền cảm thấy không đúng lắm nhưng bây giờ cả cái đầu chim của hắn đều nằm trong tay người khác nên không dám lộn xộn chỉ đành ngước hai mắt nhìn lên với tầm nhìn hạn chế, gã chỉ có thể nhìn thấy đôi môi nhạt màu của Long Vương, cái cầm tinh xảo, còn có mái tóc dài màu xanh thẳm đang buông xuống, không đúng, không phải màu xanh thẳm. Dưới tầm mắt của gã, mái tóc dài màu xanh thẳm kia liền chuyển thành màu trắng vàng đỏ đã khắc sâu trong lòng mỗi người phượng tộc. Lúc này Phượng Huyền cũng chẳng sợ đầu mình bị bẻ gãy nữa, gã đột một ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trước mặt, không dám tin mà lẩm bẩm nói, Phượng chủ. Tất cả mọi người đều ồ lên, nhưng lúc này đây lại đến phiên long tộc hỗn loạn chuyện này thật ra là thế nào sao long vương long tộc của bọn họ lại biến thành phượng hoàng của phượng tộc người vậy mà lại dám can đảm giả mạo long tộc phẫn nộ nói tên này thế mà lại là phượng hoàng của phượng tộc đáng chết vậy mà lại hại bọn họ vui vẻ một hồi để trừng phạt thì phải bắt tên phượng hoàng này sinh ra đời sau cho bọn họ sinh hạ ra đời sau càng cường tráng càng lợi hại càng tốt long tộc đang muốn xông lên Ninh Diệu liền vung tay, tiếng sấm đinh tai nhức óc lập tức vang vọng, mưa to vẫn luôn ấp ủ trên mây đen cứ tầm tã chút xuống. Mấy tia sấm sét cực lớn đánh từ trên trời xuống, bổ thẳng vào tên long tộc cầm đầu, đánh vào mấy viên đá xanh giữa chân gã, khiến cho mấy viên đá đó vỡ nát. Giống như chỉ cần bước thêm bước nữa, thì thứ mà tia sét kia đánh xuống không phải là mặt đất, mà chính là cơ thể của gã. Hạt mưa to lớn rơi xuống trên đám vảy cứng rắn của long tộc, giúp cho bọn họ bình tĩnh lại. Có thể thao túng được mưa gió sấm sét một cách chuẩn xác như thế, bản lĩnh như thế này chỉ có một mình Long Vương của Long tộc bọn họ. Đứng giữa cơn mưa to, nhưng người nọ lại không hề bị xối ướt một chút nào. Chân y đạp trên hư không, chầm chậm bước đi trong mưa, bước đi một vòng xung quanh nhóm người hai tộc Long Phượng đang không dám nhúc nhích kia. "Ta là giả sao?" Ninh Diệu cười khẽ, không có bất kỳ tên Long tộc nào dám lên tiếng. Ninh Diệu không cười nữa, gương mặt y được tia chớp chiếu sáng lên khi y cúi đầu rũ mắt lại giống như thần đế cao cao tại thượng bản tôn là long phượng hỗn huyết nên mới có được đồng thời năng lực và huyết mạch của cả hai tộc trước đây ta chỉ thức tỉnh được ký ức truyền thừa của phượng tộc nhưng các ngươi triệu hoán đã giúp ta khôi phục lại toàn bộ ký ức vốn có ninh diệu nói bây giờ ta vì các ngươi mà làm người đứng đầu hai tộc có gì không phục uy áp hùng khiếp tràn ngập sức mạnh lại mạnh mẽ như thế dường như đủ để san bằng cả tam giới không có tên yêu nào dám không phục, suy cho cùng, y có được thực lực mạnh mẽ như vậy, thì tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của người này. Bọn họ khom lưng, cúi đầu, cung nghênh phượng chủ trở về, cung nghênh lòng vương quý vị, rất tốt, ninh diệu gật đầu, rồi đứng yên, nghiêm túc nói. Ta là vương của các ngươi, cũng là yêu vương của toàn bộ yêu giới. Ta muốn các ngươi đồng tâm hiệp lực, nhưng chỉ giám sát lẫn nhau thôi thì không đủ, phải là phụ tá ta thống trị toàn bộ yêu giới, các người có đồng ý hay không? chúng thần tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. tất cả yêu tộc ở đây đều lên tiếng. nghe được câu trả lời mong muốn, trên mặt vị vương cao cao tại thượng kia liền nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. rất tốt, đều lui xuống đi. ta muốn ở đây một mình yên tĩnh một lát. chim bay rồng chảy, cả một tế đàn tràn ngập yêu tộc. sau khi nghe yêu vương ra lệnh xong, cho dù vẫn muốn ở lại ngắm ngài thêm chốc lát nhưng vẫn rất nghe lời mà dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chuồn đi ninh diệu nhìn bọn họ bỏ đi hết rồi thì vẻ cao thâm khó dò trên mặt cũng đồng loạt biến mất theo y thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lại cảm thấy khá là vui vẻ y thật sự làm được rồi tuy rằng không nhớ gì cả nhưng vẫn thành công hù dọa đám yêu đó giúp cho hai tộc liên thủ hợp sức hỗ trợ công tác cho y mỗi ngày y lợi hại quá đi à có được tin tức tốt đương nhiên là sẽ muốn chia sẻ cho người khác Ninh Diệu đang đạp lên trên hư không liền cúi đầu, nhìn về phía nam nhân nãy giờ vẫn luôn ẩn thân đứng phía dưới y. Ninh Diệu nhảy từ không trung xuống, mà nam nhân Hắc Y bên dưới cũng đã dang rộng hai tay, vững vàng ôm trọn y vào lòng mình. Huynh thấy được không, ta thật sự rất lợi hại á. À? Ninh Diệu đắc ý ôm cổ úc lễ, y vẫn còn rất hưng phấn, ta nói gì bọn họ liền tin cái đó, bọn họ đúng là dễ lừa thật, ai mà biết được lông chim của ta còn chưa mọc dài ngay cả tuổi còn chưa đủ để làm yêu vương đâu chứ. Giỏi quá, ánh mắt của Úc Lễ lướt qua mũi chân trắng như tuyết của Ninh Diệu, rồi lầm bẩm mang giày vớ vào, cẩn thận dẫm lên đất bị cảm lạnh. Hả, Ninh Diệu nhìn xuống chân mình, lại còn hua hua chân, nhưng mà ta không đạp lên trên mặt đất mà, không biết vì sao, nhưng mà cả người ta đều bị linh lực nâng lên luôn. Mấy bậc thang của tế đàn kia nhìn vừa cứng lại vừa lạnh, y còn lo lúc mình bước xuống sẽ thấy rất khó chịu, nhưng lại không nghĩ tới chuyện y lại không hề đạp lên trên đó mà bị một luồng linh lực mà chính y cũng không biết nâng lên cho nên y mới không hề dẫm lên bất kỳ một mảnh đá vụn hay giọt nước nào bây giờ vẫn còn rất sạch sẽ em tưởng là linh lực của ai giúp em bay còn không phải là ta sợ em dẫm lên đá thì lại bắt đầu khóc còn dẫm lên nước thì lại sợ lạnh sao yểu điệu mặt úc lễ không có biểu cảm gì giọng nói lại trầm thấp y ôm ninh rượu lên kiếm bay về một hướng khác Ninh Diệu nhìn đôi môi đang căng chặt của Úc Lễ, bất chi bất giác cảm thấy tâm trạng của hắn bây giờ đang không ổn. Nhưng lúc nãy, bọn họ vẫn còn rất tốt mà, chẳng lẽ là trong mấy tên tiểu đệ mà y thu nhận lúc nãy, có tên nào dám chọc giận Úc Lễ sao? Ta biết ca ca là tốt nhất, Ninh Diệu ôm lấy cổ Úc Lễ, cọ cọ vào tai hắn, rồi nhỏ giọng hỏi, huynh làm sao vậy, có phải huynh không vui không? Ninh Diệu cứ cọ mãi, cọ đến mức thanh kiếm đang bay cũng phải lắc lư, nhưng khuôn mặt của úc lễ vẫn cứ không thay đổi ninh diệu nhìn úc lễ môi mím lại giả vờ như đang rất tủi thân huynh không thèm để ý đến ta ninh diệu bắt đầu làm bộ làm tịch làm như sắp khóc đến nơi rồi ta ở bên ngoài cực khổ lo lắng cho sự nghiệp về đến nhà thì huynh lại khó chịu với ta ta không muốn sống nữa bây giờ ta liền nhảy xuống từ thanh kiếm này hu 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 ninh diệu vừa dứt lời eo đã bị ôm chặt không được khóc úc lễ trầm giọng nói không phải là không để ý đến em phải không vậy huynh đang tức giận chuyện gì thế ninh diệu nhân cơ hội này hỏi hắn lúc này đây úc lễ lại trầm mặc thật lâu lâu đến mức bọn họ sắp về đến lãnh địa của phượng tộc luôn rồi khi ninh diệu bất mãn lay lay úc lễ cuối cùng hắn mới chịu lên tiếng đầu con chim kia sờ thoải mái lắm sao nên em mới sờ lâu như vậy úc lễ lạnh lùng nói ninh diệu đây là đang nói chuyện gì đầu chim ninh diệu cau mày cố gắng nhớ lại cuối cùng cũng lấy lại được một chút ký ức lúc phượng huyền muốn lao lên đâm y đúng thật là y đã vươn tay ấn đầu gã xuống y cũng đâu có chạm vào lâu lắm đâu sao vào trong miệng úc lễ lại biến thành y sờ lâu như vậy rồi ninh diệu trợn mắt há mồm không thể tin được mà nhìn vào sườn mặt lạnh lùng cứng rắn của úc lễ gương mặt kia vẫn lạnh lùng như vậy còn có vẻ khó thân cận hơn ngày thường không thể nào chẳng lẽ là úc lễ đang ghen sao chương 44, huynh ghen sao, ninh diệu khiếp sợ nhỏ giọng hỏi, đôi mắt của y có vẻ là vì sợ hãi mà mở hơi to, trông có vẻ như còn tròn hơn ngày thường. Úc lễ nhìn ninh diệu một cái, trong ánh mắt trong suốt của ninh diệu vẫn có chút không thể tin được, tựa như cảm thấy hơi nghi hoặc đối với chuyện hắn ghen. Úc lễ cố gắng kìm nén cảm xúc, phủ nhận không có. Hắn không nên thể hiện ra ngoài, trong mắt ninh diệu. Quan hệ giữa hắn và y chính là huynh đệ tốt cũng là bạn tốt, có lý nào mà huynh đệ tốt lại tức giận vì người kia sờ đầu một chỉ sờ đầu một con chim khác hơi lâu đâu chứ đáng lẽ hắn phải bày mưu lập kế như lúc bình thường dùng cách thức nào đó không để cho ninh diệu nghi ngờ khiến y không thể tùy tiện tiếp xúc với người khác như vậy nữa nhưng những cái đó không thể áp xuống được sự đố kỵ đang cuồn cuộn dâng trào trong đáy lòng hắn cuối cùng lại khiến hắn thể hiện ra cảm xúc của mình úc lễ chậm rãi hít một hơi rồi bịa ra một lý do bởi vì trước giờ ta chưa từng sờ đầu người khác nên mới tò mò làm như vậy có cảm giác gì. A, à, Ninh Diệu ngơ ngác trong thùng cái cớ này, không phải huynh vẫn thường hay sờ đầu ta sao? Lục Y vẫn còn là một bé chim mới to bằng bàn tay, luôn nằm trong ngực Úc Lễ thì đầu y cũng đã bị hắn xoa tới xoa lui mỗi ngày, lông trên đầu cũng bị xoa đến mức rối tung cả lên mà. Úc Lễ tự biết mình lỡ lời, nên không nói nữa. Nếu Úc Lễ bảo rằng không phải ghen, thì với sự tin tưởng tuyệt đối của Ninh Diệu đối với hắn từ trước đến nay, y chắc chắn sẽ tin ngay vì thế ninh diệu liền cực khổ nghĩ ra một nguyên nhân khác y suy nghĩ một lát mới tìm ra được một lý do rất hợp lý y hiểu rồi tính tình úc lễ hiếu thắng yêu cầu với bản thân mình cũng khá là nghiêm khắc nên cho dù làm việc gì cũng phải tranh hạng nhất sau khi nhìn thấy y sờ đầu phượng huyền như vậy liền có cảm giác như mình bị thấp hơn gã một bậc đúng thật là y vẫn chưa sờ đầu úc lễ một lần nào cả biết rõ nguyên nhân rồi Ninh Diệu bắt đầu bốc thuốc đúng bệnh mà đi an ủi vì ca ca đang giận dỗi này của y. Sao mà cảm thấy thoải mái được, một chút cũng, à không, sao huynh lại nghĩ vậy chứ? Ninh Diệu nghiêm túc nói, trong lòng ta, huynh mãi mãi là người yêu tú nhất. Nếu huynh không tin, bây giờ ta liền sờ thử. Ninh Diệu nói, sau đó mới lấy hết can đảm, đại nghịch bất đạo mà vươn tay sờ đầu vì ca ca ruột khác cha khác mẹ này. Ngón tay trắng mịn đặt trên mái tóc dài đen nhánh của Úc Lễ, nhẹ nhàng vuốt xuống. Lực của ninh diệu vừa mềm lại vừa nhẹ, hơi ấm từ đầu ngón tay xuyên qua mái tóc truyền đến da đầu, lại truyền đi khắp cơ thể. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Úc lễ bỗng nhớ đến câu thơ này. Dung mạo của người trước mắt hắn là không hề thua kém tiên nhân, nhưng hắn đã trường sinh từ lâu rồi. Không có kẻ nào dám động thổ trên đầu thái tuế, đương nhiên cũng chẳng có người nào dám can đảm mà đi sờ đầu Úc lễ. Trên thực tế, Trước đây nếu có kẻ nào nói muốn sờ đầu Úc Lễ, thì trước khi kẻ đó đến gần hắn sẽ lập tức khiến cho kẻ đó hôi phi yên diệt, không để lại một chút gì dư thừa. Nhưng hiện tại, Úc Lễ đã cảm nhận được sức lực và hơi ấm kia, lại hơi cúi đầu xuống, để cho người kia không cần phải vươn tay cao như vậy, hắn sợ y vất vả. Ta giúp huynh chải tóc gọn lại nha. Ninh Diệu cười nói, ta chưa bao giờ chải tóc cho người khác như vậy đâu, huynh là người đầu tiên đó. Úc Lễ rũ mắt, trong ký ức của hắn, cho dù là khi còn nhỏ, người lớn trong nhà cũng chưa từng trải vuốt mái tóc cho hắn như vậy. Nhưng đối với con nhà người ta, thì hành động này chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng đối với hắn, đây đã là sự cưng chiều cầu mà không được. Nhưng bây giờ, đã có người bổ sung lại sự khiếm khuyết này cho hắn, xóa đi những chuyện mà hắn không cam lòng trong quá khứ. Cũng tuyệt đối không buông tay hắn thêm lần nào nữa. Dưới sự nỗ lực hợp tác của hai tộc Long Phượng, tất cả đồ vật cần dùng khi y đăng cơ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngày hoàng đạo đã đến rất gần, thiên thời địa lợi nhân hòa, trong sự chờ đợi của chúng yêu, cuối cùng cũng đến buổi sáng của ngày đăng cơ. Khắp đường phố răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, tất cả yêu ở đây đều mặc những bộ xiêm y đẹp nhất của mình, vui mừng chờ đợi yêu vương đến, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Mà ở trên bầu trời yêu thành lại có một thứ gì đó rất lớn, hình dáng giống hệt như đỉnh hóng gió đang bay lơ lửng bốn phía quanh đình đều được che bằng lụa mỏng nó bay cao đến mức có thể nhìn thấy được toàn bộ yêu thành ninh diệu đang cùng úc lễ ngồi hóng gió bên trong đình ninh diệu khoanh tay trống lên rào chắn nhàn hạ nhìn xuống dưới lúc này giờ lành vẫn chưa đến nên yêu vương chuẩn bị nhậm chức như y cũng chẳng có việc gì làm chỉ cần giả làm không khí rồi nhìn xuống là được rồi đợi đến khi giờ lành đã đến rất gần y mới bay xuống để tỏa sáng trên sân khấu y bay một vòng quanh yêu thành nhận bái lạy của tất cả yêu tộc, sau đó mới bay về đài tế trời đã được chuẩn bị cho y, uống một ly rượu chúc mừng. Y không muốn làm quá long trọng, khá nhẹ nhàng, nên bây giờ Ninh Diệu vẫn còn rất thoải mái nhàn hạ. Ninh Diệu nghe được vài tiếng nói chuyện phiếm rất kích động từ bên dưới vang lên. Người có nghe nói gì không, yêu vương của chúng ta không chỉ là Phượng Hoàng thôi đâu, mà còn là rồng nữa cơ. Trời à, thật vậy à, Long Phượng hỗn huyết luôn sao? Lừa ngươi làm gì, nếu không thì ngươi nghĩ vì sao long tộc cũng đến luôn rồi từ trước đến nay hai gia tộc này luôn soi mói nhau nhưng sao ta lại cảm giác sau này cũng sẽ không tệ lắm ta cũng không biết nhưng mà ghê thật ta chưa từng thấy yêu vương nào phô trương đến thế ninh diệu nghe xong chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía úc lễ đang ngồi bên cạnh mình hôm nay úc lễ vẫn mặc một cây đen như thường ngày nhưng dưới sự năn nỉ vô cùng mạnh mẽ của y Quần áo của hắn hôm nay không phải là một bộ đen đơn giản nữa, mà lại có vô số ám văn rất tinh xảo phức tạp, nhìn có vẻ kín đáo, đơn giản nhưng lại có vẻ gì đó rất xa hoa. Mà Ninh Diệu thì rất khoát mặc cả một bộ quần áo kim sắc đơn giản, màu sắc của quần áo và mái tóc bạch kim của y rất phù hợp với nhau, khiến cho cả người y đều sáng lấp lánh, kim bích huy hoàng. Ninh Diệu dịch qua một chút, lấy tay áo của mình đặt bên cạnh ám văn kim sắc trên quần áo úc lễ, hai bên giao hòa chiếu sáng lẫn nhau đúng chuẩn là một cặp. Ninh Diệu vui vẻ, háo hức nói, như vậy thì lúc mọi người nhìn thấy Huynh, sẽ biết rõ Huynh là người của ta. Khóe miệng ốc lễ gợi lên một nụ cười nhẹ, nhớ mày, nếu vậy thì em phải chịu trách nhiệm với ta đến cùng. Đương nhiên rồi, ta cũng đâu thể đi nửa đường đã ném Huynh xuống được. Ninh Diệu nói xong, rồi lại đi xuống nhìn mấy tên yêu tộc đang không ngừng thổi phồng y lên. Những tên yêu tộc đó cứ liên tục ba hoa chích chòe, thuận miệng đóng cho y một dấu người mạnh nhất luôn. Ninh Diệu không nhịn được mà bắt đầu khoe khoang với Úc Lễ, ta là lão đại mạnh nhất luôn đó, huynh thấy ta có giỏi không? Giỏi lắm, Úc Lễ vỗ tay, không hổ danh là yêu vương mạnh nhất, đến ta cũng cần được em bảo vệ. Được Úc Lễ khen đến mức đó, sự tự tin trong lòng Ninh Diệu đã tăng đến vô cực. Y túm lấy ống tay áo của Úc Lễ, bắt đầu thỏa sức để trí tưởng tượng bay cao bay xa, Ta muốn có được linh lực có sức uy áp khiến cho trời đất đổ sụp, ta còn muốn làm người mạnh nhất, đánh bẹp hết toàn bộ người xấu của tam giới. Như vậy, Úc Lễ sẽ không còn bị ai bắt nạt nữa. Nhưng mục tiêu này nghe có vẻ quá mức lớn lao, sau khi Ninh Diệu nói xong, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy có hơi mất tự tin. Ta có thể làm được sao? Ninh Diệu ngẩng đầu nhìn Úc Lễ. Được, đương nhiên là em làm được. Gương mặt Úc Lễ dịu dàng, nhưng ở nơi sâu nhất trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự hưng phấn khó tả. Hắn đè thấp giọng, nói rõ ràng từng câu từng chữ, tựa như lời dụ hoặc của ác ma dưới vực sâu, ở thế giới này, chỉ cần là thứ em muốn, thì đều sẽ có được. Úc lễ nở một nụ cười thật lòng, hắn đã thấy được giá tâm khổng lồ và dục vọng của Ninh Diệu. Giá tâm này qua mỹ lệ, đối với những người khác, có lẽ đây là một thứ chẳng thể nào thực hiện được, cũng là một gánh nặng bất đắc dĩ. Nhưng đối với hắn, đây lại là một chuyện vui to lớn bằng trời hắn có thể thỏa mãn mọi dục vọng của ninh diệu cũng có thể cho y bất cứ thứ gì y muốn nguyện vọng này sẽ biến thành lợi thế thành xiềng xích để hắn cột chặt trái tim ninh diệu vào thế giới này hắn không hề hay biết ninh diệu đến từ phương nào cũng không biết nơi đó trông ra sao chỉ đành liều mạng gia tăng lợi thế cho mình ai có thể từ chối một thế giới mà mình muốn gì sẽ được đó cơ chứ hắn sẽ biến thế giới này thành thiên đường chỉ của riêng một người đến giờ rồi, Ninh Diệu buông tay áo của Úc Lễ ra, lên sân khấu thôi. Ninh Diệu đang ngồi liền biến thành một con chim lớn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt hoa lệ, y dương cánh, lông chim trên người liền rung rinh. Úc Lễ gật đầu, đi đi, ta ở đây chờ em. Huynh nói gì vậy, tất nhiên là Huynh phải đi cùng ta rồi, một bé chim như ta làm sao có thể tự bay đây. Ninh Diệu ngạc nhiên nói, mục đích lên làm yêu vương của y vốn là để Úc Lễ không bị bắt nạt nữa thời khắc quan trọng như này thì úc lễ càng phải đi cùng y để bộc lộ quan điểm nếu không thì sau này hắn làm sao dùng được chiêu cáo mượn oai hùm lỡ đâu có tên yêu nào không biết hắn thì phải làm sao úc lễ kinh ngạc nhưng hắn lại đồng ý rất nhanh được ninh diệu càng không muốn rời xa hắn thì càng tốt một người một chim chậm rãi bay bay qua đường phố tất cả yêu trên đường phố đều dừng nói chuyện dừng luôn tất cả hoạt động khác chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ phượng hoàng ban phát may mắn nơi y đi qua hoa cỏ nở rộ, những yêu tộc đứng bên dưới cũng cảm thấy tinh thần của mình trở nên tốt hơn, ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng cũng càng thêm sùng kính. Bách điều chiều Phượng, không qua bao lâu, ở phía sau lông đuôi thật dài của Ninh Diệu, đã có một hàng điều tộc đông đảo đi theo. Ninh Diệu sóng vai bay cùng Úc Lễ, sau khi bay qua cả tòa yêu thành, mới đến được Đài Tế Trời. Sau khi đến Đài Tế Trời, những điều tộc ở phía sau chỉ đành tiếc núi rời đi, chỉ còn lại Úc Lễ cùng Ninh Diệu bước lên trên. Đài tế trời được đặt trên cao, mà ở trên đó cũng được đặt chén rượu dựa theo quy tắc. Yêu vương mới nhậm chức sẽ cùng toàn bộ yêu dân của mình nâng chén, chúc mừng đăng cơ. Dựa theo yêu cầu của Ninh Diệu, trên đài tế trời đã được bày sẵn hai chén rượu. Huynh còn nhớ lúc trước ta từng nói, đợi ta lên làm yêu vương rồi, sẽ tặng cho Huynh một món quà không? Ninh Diệu cầm một chén rượu lên, rồi hỏi, còn nhớ... Úc lễ nhẹ giọng hỏi, quả gì? Ninh Diệu nhìn về phía tất cả yêu tộc bên dưới tòa thành, nâng chén rượu trong tay lên. Huynh nhìn nơi này đi, đây đều là Giang Sơn ta vì huynh mà đánh hạ. Y uống cạn rượu trong chén, hốc mắt cũng bị cay đến chảy nước, nhưng lại không hề rơi xuống giọt nào. Làn da Ninh Diệu rất mỏng, nhưng y lại không uống được rượu, chỉ mới có một ngụm mà toàn bộ vành tai đã đỏ hết cả lên. Y nhìn về phía úc lễ, trong đôi mắt mang ý cười còn lấp lánh ánh nước. Đôi môi cũng vì dính rượu mà trở nên đỏ thắm, dụ dỗ người ta hôn lên. Ta không thích quyền thế, cũng không có dã tâm lớn như vậy, nhưng ta lên làm yêu vương rồi, sau này, ít nhất là ở yêu giới, sẽ không có tên yêu nào dám bắt nạt huynh nữa. Cúc Lễ nghe Ninh Diệu nói mà tim đã lỡ mất một nhịp, một khả năng mà hắn chưa từng nghĩ đến lại đột nhiên bày ra trước mắt. Ninh Diệu muốn có được quyền thế địa vị, nhưng không phải là vì mình, mà lại là vì hắn. Em, cuối cùng Ninh Diệu vẫn không thắng nổi men rượu, lắc lư hai cái rồi ngã thẳng vào lồng ngực Úc Lễ. Y cười hì hì, thích không? Món quà ta tặng cho huynh á. Hương thơm ấm áp đang nằm trọn trong lòng cứ quanh quẩn bên chóp mũi. Úc Lễ ôm chặt người vào lòng, sức lực lớn đến mức tựa như đang muốn hòa lẫn y vào máu thịt mình. Thích, là thích món quà này. Nhưng nếu món quà ấy là người mà hắn xem như sinh mệnh, thì hắn sẽ càng thích hơn. mươi 45, Ninh Diệu không thích mùi vị của rượu, nên sẽ không bao giờ chủ động đi uống rượu. Chuyện này cũng dẫn đến việc tử lượng y vô cùng kém cỏi. Rượu trong nghi thức đăng cơ của yêu vương đương nhiên không phải là rượu bình thường, mà là rượu ngon của long tộc đã chôn giấu trong hầm suốt mấy trăm năm. Ninh rượu chỉ uống một ngụm mà đã hôn mê, không còn biết trời nam đất bắc gì nữa. May mắn là tính tình yêu tộc trời sinh rất tùy ý, nên cho dù là đại điển đăng cơ của yêu vương cũng không có quá nhiều lễ nghi dườm già. Ninh Diệu đã hoàn thành xong rồi, vậy nên tiếp theo y muốn làm gì cũng được. Úc Lễ ôm Ninh Diệu đã nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt ửng đỏ vì men say, trong lòng hắn khẽ động, sau đó hai người liền đi đến phủ mới đã được xây dựng xong chỉ để cho một mình yêu vương ở. Úc Lễ vẫy lui hạ nhân trước, chỉ còn hai người bọn họ trong phủ. Cảm xúc mãnh liệt vẫn cứ cuồn cuộn trong lòng Úc Lễ, đôi môi đỏ của người trong ngực nhìn rất mềm mại, hai mắt y cũng nhắm chặt, tựa như đang chờ người đến hôn lên môi y cúc lễ rũ mắt ngắm y một lúc lâu sau đó mới tạo một cái tịnh thân quyết loại bỏ hết mùi rượu trên người hai người rồi hỏi ngủ rồi sao ninh diệu cũng không trả lời lại lúc y ngủ say gương mặt vừa điềm tĩnh vừa ngoan ngoãn tựa như cho dù ai đối xử với y thế nào y cũng sẽ không phản kháng cúc lễ ngắm một hồi lâu cuối cùng vẫn bị mê hoặc mà cúi đầu xuống nếu là người bình thường họ chỉ có thể hôn môi với người đã đính ước nhưng đó chỉ là đối với người bình thường nà thôi nói với hắn cái gì mà đạo đức và lẽ thường thật sự là quá mức nực cười. khoảng cách giữa hai đôi môi đã càng ngày càng gần, gần đến mức úc lễ có thể cảm nhận được sự ấm áp trên đôi môi của ninh diệu. đôi môi này có lẽ sẽ ngọt ngào giống hệt như chủ nhân của nó. ưm, uhm, ninh diệu vốn đang ngủ say lại đột ngột lên tiếng, đánh gãy đôi môi đã gần áp sát vào. hàng mày y nhíu chặt, dùng một tay che đi nửa khuôn mặt, còn tay kia thì trống lên người úc lễ liều mạng đầy Úc Lễ vẫn còn đang ôm y ra ngoài. Úc Lễ bắt được bàn tay đang đặt trên người mình, hắn vẫn duy trì tư thế ôm y không chịu buông ra, tỉnh. Nghe thấy âm thanh, Ninh Diệu liền mở mắt, sau khi nhìn rõ người đang ôn y là ai, thì cái tay đang đẩy ra mới bắt đầu buông lỏng, vừa tuổi thân vừa làm nũng, nói, đầu ta đau, khó chịu quá à. Ninh Diệu che đầu lại, híp mắt nhìn Úc Lễ, sao huynh lại, sao huynh lại biến thành hai người huynh còn có huynh đệ khác giống huynh y như đúc sao. Ninh Diệu vừa nói vừa vươn tay muốn sờ vào vị huynh đệ kia của Úc Lễ, nhưng lại bị Úc Lễ bắt lấy tay. Cuối cùng, Úc Lễ cũng chỉ đành bỏ cuộc, thở dài một hơi, em uống say đương nhiên sẽ đau đầu, ngủ đi. Người uống say sẽ không bao giờ nghe được mấy lời này, đôi mắt đen của Ninh Diệu liền trường lớn, không phục nói ta không say. Ta làm sao mà say được, ta mới uống một ly. Ninh Diệu thở phì phò, ta rất tỉnh táo, huynh bôi nhỏ ta. Mặt Úc Lễ vẫn không đổi sắc, cam chịu mang cái danh bôi nhỏ y, phải vậy không? Vậy em còn biết ta là ai không? Sao lại không biết, huynh là Ninh Diệu đang muốn phản bác bỗng nheo mắt lại, càng che kín mặt mình hơn. Khuôn mặt trước mắt này là khuôn mặt mà y cực kỳ quen thuộc, là ca ca chăm sóc y từ bé đến lớn, là đạo lữ trên danh nghĩa của y, cũng là người sau này sẽ nổi danh khắp tam giới mỗi ngày đều bắt y khóc ra nửa dương linh thạch. Từng chuyện cũ cứ hiện ra trong đầu Ninh Diệu như đèn kéo quân, giờ phút này, ký ức bị phong ấn đã bắt đầu được phóng thích, nhưng đầu óc lại vì cồn mà hỗn loạn, nên y không thể nào tiêu hóa được nhiều tin tức như thế. Ninh Diệu cố gắng đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói, huynh, ngươi là đại ma đầu Úc Lễ. Không khí bỗng trở nên đông cứng, đôi mắt Úc Lễ hơi nheo lại, hưởng. Mấy lời này chắc chắn không phải mấy lời mà Ninh Diệu của hiện tại sẽ nói. Giọng nói Úc Lễ bắt đầu chậm lại, dẫn dắt từng bước, sao lại gọi ta là đại ma đầu? Bởi vì, bởi vì ngươi bắt nạt ta. Ninh Diệu bắt đầu tủi thân, sao khuya như vậy mà ngươi còn đến tìm ta, chẳng lẽ là do ta không đưa linh thạch đủ linh thạch hôm nay cho ngươi sao? Ninh Diệu vừa nói xong liền đi dụi mắt, muốn dụi ra linh thạch cho hôm nay, nhưng lại bị Úc Lễ nắm chặt lấy tay không chịu buông ra. Úc Lễ nắm chặt tay y, nhưng sau khi ý thức được liền buông lỏng tay, tránh siết đau y. Ký ức của Ninh Diệu đã khôi phục, ít nhất cũng là đã khôi phục được một phần. Cho nên mới nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra giữa bọn họ, mà những chuyện đó lại là những thứ hắn muốn y quên đi nhất. Hắn không cho phép Ninh Diệu chỉ vì những chuyện đó mà rời khỏi hắn, cho dù là khi say rượu cũng không được. Mặt mày Úc Lễ trở nên dịu dàng hơn, nhẹ giọng nói, ta không bắt nạt em, em rất mạnh, thực lực của ta còn chẳng mạnh bằng em, bây giờ lại rất cần được em bảo vệ, em quên rồi sao? Hả, Ninh Diệu sừng sốt, cố gắng nhớ lại, đầu vẫn đau đớn từng cơn như lúc nãy, bỗng nhiên y lại nghĩ đến thứ gì đó. Đúng rồi, đại ma đầu luôn ăn hiếp y là ca ca lúc nào cũng chăm sóc y, hơn nữa bây giờ bọn họ còn là đạo lữ. Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy nhưng lượng tin tức lại quá lớn, Ninh Diệu đang say rượu bắt đầu phân tích, sau khi ngắt đầu bỏ đuôi đủ kiểu mới hiểu được một ít. Y kết hôn với đại ma đầu rồi, sau khi kết hôn đại ma đầu vẫn luôn chăm sóc hầu hả y luôn kìa. Trời đất ơi, y thật là lợi hại, có thể xoay người làm chủ thật nè. Vì thế, Úc Lễ liền nhìn thấy Ninh Diệu vốn đang tràn ngập tuổi thân bỗng chốc lấy lại được tinh thần, đầu ta đau quá, mau xoa giúp ta đi. Úc Lễ làm theo lời Ninh Diệu, giúp y xoa nhẹ đầu đang đau đớn vì uống rượu linh lực từ đầu ngón tay hắn truyền vào da đầu ninh diệu, rồi thấm vào trong, làm dịu bất cơn đau đớn trong thần kinh của y. Ninh diệu cảm thấy khá thoải mái, sau đó lại âm thầm vui vẻ. Trời ạ, à, y thật sự có thể sai đại ma vương làm việc. Đúng là phong thủy luân chuyển, trời xanh có tha cho ai bao giờ. Sau khi cơn đau đầu qua đi, ninh diệu cũng đã đạt đến trạng thái say khủng khiếp nhất, tinh thần no đủ, chân không mềm, đầu không mụ mị, nhưng vẫn không được tỉnh táo cho lắm y lại nâng người lên đặt đầu vào vai Úc Lễ, sau khi nhìn chầm chầm vào vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn một hồi lâu, liền cười hi hi. Không ngờ tới đúng không, người vậy mà lại rơi vào tay ta. Những lời này chẳng có đầu đuôi, Úc Lễ vẫn tiếp tục cẩn thận bảo trì im lặng, sau đó hắn liền thấy Ninh Diệu giang hai tay ra. Ta lười đi lắm, người ôm ta về đi, Ninh Diệu vẫn tiếp tục sai xử hắn. Úc Lễ sừng sốt, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn chẳng hề động đậy đầu óc ninh diệu đã tự biến từ không thành có tự bịa đặt ra một đoạn chuyện cũ lấp đầy vào mớ hồi ức trống rỗng đó ninh diệu căn cứ vào đoạn chuyện cũ này rồi tức giận nói ngươi không muốn sao lúc trước khi ngươi cầu hôn ta nói muốn làm đạo lữ của ta ngươi đã nói là sẽ chăm sóc ta cái gì cũng nghe ta hết cơ mà bây giờ mới chưa được bao lâu ngươi đã không thèm làm nữa úc lễ hiểu ra rồi căn cứ vào đoạn lời nói ngắn ngủi này của ninh diệu hắn đã có thể phỏng đoán được bảy tám phần suy nghĩ của Ninh Diệu. Không cần nhiều lời nữa, Úc Lễ đã vươn tay ôm trọn y vào lòng, nhẹ nhàng bế lên rồi bước về phòng. Phủ yêu vương rất lớn, do Long Tộc và Phượng Tộc hợp sức xây dựng, hơn nữa còn có di sản do yêu vương đời trước để lại, khiến cho phủ yêu vương càng thêm hoa lệ. Mà toàn bộ yêu tộc đều biết chuyện yêu vương mới có một đạo lữ nhân tộc, hai người vô cùng ân ái, nên cho dù không cam lòng hay không phục, thì bọn họ vẫn chu đáo chuẩn bị tất cả đồ dùng trong phòng thành một đôi, để thuận tiện cho yêu vương và người yêu của ngài sử dụng. Úc lễ bế ninh diệu về phòng ngủ, đi đến bên mép giường, mới nhẹ nhàng thả y xuống. Đương nhiên sẽ không có khả năng ninh diệu sẽ để Úc lễ không có việc gì làm nhanh như vậy, y cúi đầu nhìn quần áo tầng tầng lớp lớp trên người mình, rồi lại giang cả hai tay. Mau đến đây, ninh diệu chỉ huy, hôm nay bộ quần áo kim sắc mà ninh diệu mặc rất là lướt, thể hiện được thân thể y một cách hoàn mỹ nhất, vòng eo tinh tế bị tầng tầng lớp lớp quần áo che phủ, nhưng lại không hề khiến y có vẻ mập mạp hơn. Đôi mắt Úc Lễ hơi tối đi, hắn nhìn lướt qua cần cổ thon đai của Ninh Diệu em. Ta cái gì mà ta? Ninh Diệu chỉ huy vô cùng hợp tình hợp lý, bộ quần áo này lúc cởi ra phiền phức lắm, đương nhiên là ngươi cởi giúp ta rồi, nếu không thì sao, để ta tự cởi à? Y chẳng hề có chút phòng bị nào, con cừu mềm mục này cứ nhảy tới nhảy lui trên lãnh địa của hắn thì cũng không sao, nhưng bây giờ y lại muốn một mình chạy đến trước mặt hắn, còn bày ra tư thế ngon miệng nhất nữa chứ. Đây là câu dẫn, nhưng bây giờ chưa phải lúc, nếu như hắn cứ tùy tiện làm hết những gì mình nghĩ trong lòng thì đến khi Ninh Diệu tỉnh rượu, mối quan hệ của bọn họ sẽ xuất hiện một khe nứt không thể nào cứu chữa được. Ninh Diệu sẽ chán ghét, sẽ trốn tránh, thậm chí sẽ căm hận hắn. Nhưng hắn lại không cho phép chuyện như thế xảy ra trong lòng úc lễ thầm niệm mấy lần thanh tâm chú rồi mới xoay người em say rồi ta đi ra ngoài hỏi thử xem có thuốc giải rượu hay không ninh diệu đã uống say cứ giữ chặt quần áo của úc lễ không phục nói ta không có say ta đã nói rồi mà sao ngươi lại không tin ta ta là ngàn ly không ngã ta lợi hại lắm hả ninh diệu nói bây giờ y đã không còn sợ úc lễ một tí nào mà trong tiềm thức của y đã được khắc sâu rằng y muốn làm gì cũng được dù sao Úc Lễ cũng sẽ không ra tay đánh y, mà cho dù có muốn đánh, cũng đánh không lại y. Ninh Diệu suy nghĩ một lát, rồi bổ sung, ngươi thật sự không muốn giúp ta sao? Ngươi đã không chịu giúp ta, vậy thì ta chỉ đành tùy tiện gọi một thủ hạ đến giúp thôi. Đối với Ninh Diệu, những lời này chỉ đơn giản là một lời khiêu khích rất bình thường. Nhưng đối với Úc Lễ, đây lại là đang hung hăng đạp lên điểm mấu chốt mà hắn không thể nào chịu đựng được. Đột nhiên, ninh diệu bị một nguồn sức mạnh đầy ngược về sau phía sau y chính là đệm chăn mềm mại y nằm trên giường tiếp theo liền có người chống tay đè trên người y gọi người khác đến giúp giọng nói của úc lễ cực kỳ trầm thấp ninh diệu chớp chớp mắt vẫn không nói gì đầu óc của úc lễ vẫn chưa bị lửa giận chiếm cứ hoàn toàn để tránh cho ninh diệu tỉnh rượu rồi sẽ nghi ngờ hắn bèn giải thích thêm trong lòng không biết tự kiểm điểm em làm sao dám chắc là người khác không ôm tâm tư gì với em còn dám kêu người khác đến giúp loại chuyện này. Ừm, ngươi nói đúng. Ninh Diệu rất tự nhiên mà vươn tay ôm lấy cổ Úc Lễ, "Vậy nên ngươi có chịu giúp ta không?" Úc Lễ đối mặt với Ninh Diệu, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà hắn đã hoàn toàn bại trận. Sự kiên trì và năng lực kiềm chế mà hắn lấy làm tự hào cứ dễ dàng bị nhìn đến nát vụn như thế. Úc Lễ vươn tay, đặt lên chiếc nút đầu tiên trên cổ áo trường bào màu vàng của y. "Được, ta giúp em." Úc Lễ nhẹ giọng nói, chương 46, động tác của Úc Lễ rất nhẹ nhàng, không hề khiến cho Ninh Diệu cảm thấy khó chịu chút nào. Y bị bắt giang rộng cả tay lẫn chân, để có thể thay quần áo trên người dễ dàng hơn. Lúc nằm rất khó mặc quần áo, nên Ninh Diệu liền bị nâng dậy, y dựa đầu vào vai Úc Lễ, ngáp một cái. Người trước mặt không hề khiến cho y cảm nhận được chút nguy hiểm nào, ngay cả lúc dựa vào cũng giống như sẽ không bao giờ ngã xuống. Sau khi khoe khoang xong, cơn buồn ngủ lại kéo đến ninh diệu vốn đã mệt mỏi suốt cả ngày nên lúc này liền nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu úc lễ nhận ra ninh diệu đã an tính trở lại hô hấp cũng quay về với tiết tấu chậm rãi giống hết như khi đang ngủ say ngủ rồi úc lễ nhẹ giọng hỏi người đang ngủ say làm sao có thể trả lời úc lễ không hỏi nữa nhanh chóng thay quần áo cho y mỹ ngọc không tì vết làn da của y còn trắng hơn cả bạch ngọc mỗi khi ấn ngón tay xuống liền cảm nhận được làn da bóng loáng giống như một chén bánh sữa thơm thơm ngọt ngọt úc lễ cố gắng kiềm chế để không làm ra hành động nào khác sau khi thay áo ngủ cho y xong mới đặt y về lại gối đầu ninh diệu mặc cho úc lễ đùa nghịch còn mình thì cứ ngủ ngon lành úc lễ cúi đầu ngắm y một lát rồi cười lạnh một tiếng sai sử ta em cho rằng ta không thu thủ lao sao úc lễ vươn tay ngón trỏ ấn lên đôi môi hồng nhuận của ninh diệu đôi môi kia liền bị ấn xuống tạo nên một vết lõm eo úc lễ cong xuống ta muốn tu thù lao của ta nếu em không muốn thì bây giờ có thể bảo không trong phòng vẫn cứ yên tĩnh như cũ còn ninh diệu đang ngủ say chắc chắn sẽ không lên tiếng phản đối được khóe môi úc lễ cong lên nếu đã như vậy thì bây giờ bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mà mình đã mơ ước từ lâu đôi môi ấy còn mềm mại hơn những gì hắn tưởng tượng rõ ràng là hắn đã có thể động chạm giống hệt như ước nguyện của mình nhưng lại chẳng hề có chút cảm giác thỏa mãn nào mà ngược lại những khát vọng không thể để cho người khác thấy lại nảy sinh càng nhiều hơn sâu không thấy đáy hắn rời khỏi môi y trên đôi môi đỏ hồng kia được bao phủ một lớp nước mỏng manh úc lễ vẫn chưa thể thỏa mãn nheo mắt lại không đủ hoàn toàn không đủ hắn còn muốn làm nhiều hơn ninh diệu ngủ một giấc vô cùng sảng khoái Tuy y còn chưa mở mắt, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang được nằm thoải mái đến mức nào. Trên người y đang mặc bộ áo ngủ vừa lạnh lại vừa mềm mà y yêu thích nhất. Hơn nữa cái gối y đang ôm trong ngực lại không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh, rất thoải mái. Ngay cả độ lớn cũng rất vừa vặn, đủ để y vùi cả mặt mình vào đó, hít sâu một hơi vô cùng thoải mái. A, à, thật đúng là gối ôm thần tiên, còn có giấc ngủ thần tiên khi nãy của y nữa chứ. Ninh Diệu cả người sảng khoái, mở bừng mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là gương mặt vừa lạnh lùng vừa anh tuấn, nhưng lại không hề dễ chọc đến của Úc Lễ. Ninh Diệu, chắc chắn là y đang nằm mơ rồi. Ninh Diệu quyết đoán nhắm tịt mắt lại, đôi tay ở dưới chăn vươn ra, rồi tự véo vào đùi mình một cái. Đau quá, cảm giác đau đớn này đã khiến cho Ninh Diệu tỉnh táo hoàn toàn, cũng khiến cho y nhớ lại tất cả mọi chuyện vào đêm qua bao gồm cả chuyện y làm mình làm mẩy sau khi say ru yệu. cả chuyện y ra lệnh bắt Úc Lễ làm đủ thứ, sau đó lại nằm lên người hắn mà ngủ ngon lành, và còn nhiều chuyện khác. Ngay cả chuyện y tự cho mình là thông minh, bắt Úc Lễ giả làm đạo lữ của mình, không những thế, y còn dám để cho cả yêu giới biết nữa chứ. Ninh Diệu sắp tan vỡ luôn rồi, thế mà Úc Lễ lại không ám sát y lúc y đang ngủ say, chứng tỏ rằng mối quan hệ của họn họ thật sâu sắc. Chắc là Úc Lễ đã xem y như anh em tốt, hay là bạn tốt gì đó rồi nếu đổi thành người khác hoặc là đổi thành lúc quan hệ của bọn họ chưa tốt như vậy chắc chắn úc lễ sẽ đi tìm cơ hội xiên cho y một kiếm chết tươi luôn trong lòng ninh diệu âm thầm rơi vài giọt nước mắt chua xót sau đó y liền nhận ra tư thế ngủ của mình trông khá là thô bảo gần như là dùng hai tay hai chân trói gô úc lễ lại ninh diệu cảm thấy chuyện này đã vượt qua mức độ chịu đựng của độ dày da mặt mình luôn rồi gương mặt y đỏ bừng bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân buông Úc Lễ ra. May là bây giờ Úc Lễ vẫn còn chưa tỉnh, nếu không thì y sẽ xỉu ngang ngay tại chỗ này mất. Trên người còn đắp chăn, nên y không thể nhìn thấy được tình hình cụ thể của mình và Úc Lễ vào lúc này, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thoát ra. Trong lúc động đẩy, dường như Ninh Diệu lại cảm nhận được gì đó, y sừng sốt một lúc lâu, sau đó cả người liền dại ra. Màu đỏ đã không chịu nằm yên trên mặt y nữa rồi, nó bắt đầu lan rộng ra bên ngoài, bây giờ ngay cả tai và cổ y cũng đã trở nên đỏ bừng ninh diệu tiếp tục lùi lại cẩn thận tránh né thì ra bây giờ ma đầu này còn chưa đạt được cảnh giới lục căn sao thanh tịnh sao lục căn lục là sáu căn là giác quan lục căn là sáu giác quan của con người gồm có nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn và ý căn tương ứng với mắt tai mũi lưỡi thân và ý quả nhiên bây giờ tuổi úc lễ vẫn còn rất trẻ giống với dáng vẻ cục bông màu vàng của y. Ninh Diệu cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, nhưng lông mi của người trước mặt lại khẽ run lên, rồi mở mắt. Ninh Diệu và Úc Lễ nhìn nhau một cái, lông trên người dường như đang đồng loạt dựng hết cả lên, ngay cả động tác cũng không còn chậm chạp nhẹ nhàng như ban nãy nữa, mà là nhanh hết sức có thể lùi về phía sau. Ninh Diệu đã xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu, lại còn vô cùng trột dạ, y bèn quyết định ra đòn phủ đầu trước. Ninh Diệu đối lý, giọng nói cũng yếu ớt hơn, ngươi, sao ngươi lại ngủ như vậy chứ, lăn cả vào ngực của ta rồi, lẽ ra ngươi không nên làm vậy chứ. Úc lễ ngồi dậy, mái tóc đen thường ngày được buộc gọn bây giờ lại rơi tán loạn, tạo cho hắn thêm vài phần hơi thở lười nhác. Úc lễ nhớ mày, à, là do ta sai, ninh diệu bị nghẹn đến mức mặt càng đỏ hơn, bị nhìn chăm chăm như vậy, y cũng ngại đổi trắng thay đen, vì thế liền nhanh chóng nói làng sang chuyện khác, sao lúc ta uống say ngươi không thẳng tay đánh ta hôn mê luôn đi sao còn để ta ở đó nói hưu nói vượn như vậy chứ lấy người làm gương có thể suy ra được mất nhưng sao ngươi lại cứ để ta tùy ý phạm sai lầm như vậy ninh diệu càng nói càng đau lòng chúng ta đến yêu giới là vì giải trừ phong ấn thế mà ngươi lại cứ để ta tùy tiện vui chơi như vậy nói đến mấy câu sau ninh diệu đã lấy lại được lý lẽ vô cùng đau đớn mà nói làm vậy thì không đúng rồi Ninh Diệu vừa nói vừa tránh đi ánh mắt của Úc Lễ, rồi vén chăn xuống giường. Đi với lấy cái áo bên cạnh mặc vào người, nghiêm túc nói, "Ta ra ngoài xem thử xem có tìm được manh mối gì của Tháp Phong ấn không, chuyện này là bí mật nên ngươi cứ ở đây chờ ta nha." Ninh Diệu nhanh chân bỏ đi, nhưng khi nhìn từ phía sau, vẫn có thể nhìn thấy màu hồng nhàn nhạt, nhạt trên tai y, như vậy cũng đủ để thể hiện hết tất cả sự ngượng ngùng mà chủ nhân nó đã cố ý che giấu rất nhuần nhuyễn. Úc Lễ không ép sát y từng bước. Hắn để cho Ninh Diệu bỏ đi một mình, sau đó mới mở rộng thần thức, để cho cả tòa yêu thành đều nằm trong phạm vi của thần thức hắn. Đã có vài tên thủ hạ đi vào yêu phủ, chuẩn bị thức ăn theo quy tắc hàng ngày. Tuy rằng tuân theo quy tắc mà làm việc, nhưng lại không có tên yêu nào cho rằng chủ nhân của tòa yêu phủ sẽ xuất hiện vào lúc này. Hôm qua là ngày yêu vương đăng cơ, là ngày vui lớn, yêu vương yêu hậu đáng lý ra phải lăn lộn nghiêng trời lệch đất suốt 7749 ngày mới đúng chứ? Huống chi hôm qua sau khi uống rượu xong, yêu vương yêu hậu lại ôm nhau thắm thiết trước mặt bao nhiêu người như thế, hai người gắn bó bền chặt như vậy. Không những thế, yêu vương còn mang huyết thống long tộc, cho dù có lăn lộn suốt 9981 ngày cũng là chuyện bình thường. Mấy tên thù hạ vừa nghĩ như vậy, liền thấy ninh diệu ăn mặc chỉnh tề bước ra. Tất cả yêu ở đây đều trừng mắt thật lớn, nhưng ninh diệu lại chẳng hề có cảm xúc gì, trên gương mặt treo lên biểu cảm vô cũng đứng đắn, như kiểu chỉ muốn dốc lòng xử lý chính vụ y vừa ngồi xuống ăn thức ăn, lại vừa thăm hỏi những ông lão kiến thức sâu rộng của yêu tộc. Ninh Diệu lại nghĩ tới Úc Lễ, thế nên liền nói với tên thủ hạ đang đứng bên cạnh, đem lên cho Úc Lễ một phần ăn như cũ đi. Úc Lễ, vẻ mặt tên thủ hạ tràn ngập sự hoang mang, là, Ninh Diệu nhớ đến quan hệ giữa y và Úc Lễ trong yêu tộc, suýt chút nữa không kiểm soát được biểu cảm, chính là yêu hậu, mang cho hắn một phần ăn như cũ đi. Các thủ hạ liếc nhau, cung kính nói tuân lệnh các thủ hạ lui ra ngoài, nhưng lại không kiềm được khát vọng bàn chuyện bát quái, bèn trâu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau. Kỳ quái ghê, sao yêu vương lại ra ngoài sớm như vậy, không phải chứ? Có phải là xảy ra chuyện gì, khiến cho tình cảm bọn họ gặp vấn đề không? Tự ra ngoài một mình, chắc chắn là có biến, có biến lớn rồi. Sao ta thấy trên người yêu vương lại chẳng có chút dấu vết nào hết kìa? Tuy rằng đại yêu rất mạnh, tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, nhưng nếu như ta muốn tạo niềm vui cho ngài ấy ta chắc chắn sẽ một khóc hai quấy ba thắt cổ phải để lại dấu vết trên người ngài ấy cho bằng được có thể để lại dấu vết trên người một đại yêu như vậy cho dù chết cũng đáng nhưng mà lúc này trên người yêu vương lại hoàn toàn sạch sẽ tựa như người kia hoàn toàn không có ý đồ để lại dấu vết trên người y cũng có thể là do y không muốn để lại dấu vết như vậy cho nên trước khi y ra ngoài đã tiêu trừ toàn bộ những dấu vết đó cho dù chuyện đó xảy ra như thế nào, thì đều hướng về cùng một kết quả, tình cảm giữa yêu vương và yêu hậu đã bị dạn nứt rồi. Bầu không khí ở đây liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Chuyện mà mấy tên thù hạ đó nói cứ như vậy mà truyền hết vào tai Úc Lễ, không sót một chữ nào. Hắn cười nhạo một tiếng, ngón tay khẽ động, truyền hết những chuyện bọn người kia nói vào tai Ninh Diệu. Ninh Diệu lúc này đang ngoan ngoãn ăn thức ăn, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy tai mình trở nên vô cùng thính, đến mức có thể nghe thấy toàn bộ những âm thanh vụn vặt trong yêu phủ. Trong mấy thứ âm thanh vụn vặt đó, thì thứ mà y nghe rõ nhất chính là cuộc nói chuyện của mấy tên thủ hạ kia. Ninh Diệu nghe một lúc, mày cũng từ từ nhíu lại. Y không nghĩ đến việc mình chỉ làm một hành động đơn giản như thế, mà người ta lại có thể suy ra nhiều ý tứ sâu xa đến vậy, thậm chí còn đến mức nói tình cảm giữa y và Úc Lễ Tan vỡ, chuẩn bị nghênh đón yêu hậu mới được rồi. Ninh Diệu lại cau mày, bắt đầu suy nghĩ. Thực tế, y có thể nghiêm trị những tên yêu không đứng đắn chỉ biết khua môi múa mép này, nhưng chỉ sợ ánh mắt của mấy tên này chính là đang đại biểu cho toàn bộ ánh mắt của yêu tộc đang nhìn về phía bọn họ. Y và Úc Lễ sẽ không dừng chân ở yêu giới quá lâu, mà ngay cả thời gian y ở lại thế giới này cũng không nhiều. Sau khi y đi rồi, thực lực của Úc Lễ cũng sẽ trở nên rất mạnh, cho dù vậy, nếu lỡ đâu giống như trong sách viết, khắp thế gian này ai ai cũng đều là kẻ địch của hắn, vậy thì làm sao hắn có thể vui vẻ đây? y mặc kệ thân phận của úc lễ là gì ít nhất y hy vọng rằng khi yêu tộc nhìn thấy úc lễ có thể giữ vững được thái độ ngoài mặt đối với hắn nếu như dùng thân phận yêu hậu để bắt yêu tộc cung kính cũng không phải là không thể trong lòng ninh diệu đã có quyết định sẵn y liền đứng dậy đi ngược về hướng khi mình đi đến đây mở cửa phòng ngủ ra y liền nhìn thấy úc lễ đang đứng tựa vào cửa sổ nhìn về phía xa úc lễ ăn mặc vô cùng chỉnh tề mà trong phòng cũng đã được hắn sắp xếp lại rất ngăn nắp, bầu không khí vô cùng tự nhiên, không hề có một chút mờ ám nào. Lúc Ninh Diệu đẩy cửa bước vào, Úc Lễ liền xoay người lại nhìn y. Ninh Diệu nghĩ đến chuyện tiếp theo mà mình cần làm, y cảm thấy màu đỏ trên mặt mình cả ngày hôm nay không thèm rút lui tí nào, bèn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, người ăn mặc chỉnh tề như vậy làm gì? Bây giờ vẫn còn sớm lắm, Ninh Diệu lại nghiêng đầu nhìn về phía giường ngủ, còn có cái chăn này nữa, sao ngươi lại gấp hết rồi ninh diệu bước qua bắt đầu làm cho cái chăn vốn đang được gấp gọn gàng tán loạn hết ra sau khi nhìn lại vẫn thấy chưa hài lòng lắm liền vò nát luôn cả khăn trải giường còn kéo một nửa chăn cho rũ xuống mặt đất làm như vậy xong thoạt nhìn chiếc giường này giống như mới vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt sau khi bố trí xong cái giường ninh diệu liền đi đến trước mặt úc lễ úc lễ nhìn y dường như khóe miệng hắn còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, sao lại quay về rồi. Hừ, người nói xem, Ninh Diệu oán giận, ta mà không về, thì bọn họ đều đoán là tình cảm của chúng ta dạn nứt, sắp ở riêng rồi. Ninh Diệu muốn tạo ra hiệu quả thị giác ân ái cùng hắn, nhưng khi đối mặt với Úc Lễ, thì làm thế nào cũng không ra tay được, chỉ đành ném cái vấn đề nan giải này qua cho Úc Lễ. Ngươi làm cho quần áo của mình sộc xệch một chút đi. Ninh Diệu nói lấy khí thế mê hoặc quân vương từ nay không lên chiều của ngươi ra đây luôn. Bình tĩnh mà xem xét, thì tướng mạo của Úc Lễ đúng thật là rất tốt, chỉ cần liếc người ta một cái là có thể khiến cho chân người đó mềm nhũn vì sợ hãi rồi. Thay vì nói là mê hoặc quân vương không tào chiều, thì người khác lại tin chuyện hắn xoán vị hơn, cho nên từ nay về sau, quân vương mới không cần lên chiều nữa. Sao lại muốn làm quần áo sộc sạch, Úc Lễ vờ như không hiểu, là do ta mặc vậy có gì không ổn. Nên bắt buộc phải biến thành bộ dạng bẩn bẩn sộc sạch như ăn mày mới được. Ninh Diệu bị cách nói của Úc Lễ khiến cho Á Khẩu không trả lời được. Dù gì Úc Lễ cũng là vai chính, nhưng khi đối mặt với loại chuyện này, sao mà lại chỉ độn như thế? Đáng giận ghê. Với bên ngoài, quan hệ của chúng ta bây giờ là đạo lữ. Ninh Diệu giải thích cho Úc Lễ, khi nãy là do ta sơ suất, không nghĩ đến chuyện ta một mình đi ra ngoài vội như vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy tình cảm của chúng ta không tốt. Tuy rằng chúng ta không phải là đạo lữ thật, nhưng thân phận này thật sự rất tiện, có thể tiếp tục dùng nó để ngụy trang. Nếu đã như vậy, chúng ta phải bày ra dáng vẻ tình cảm thân mật nhất để cho mấy tên yêu đó xem, ngươi hiểu không? Ninh Diệu Lược bỏ thông tin rằng sau này mình sẽ rời đi, cố gắng giải thích cho Úc Lễ thật tỉ mỉ. Ừm, Úc Lễ cười cười, rồi nâng một bàn tay lên, bàn tay thon dài hữu lực kia đặt trên đai lưng, tay còn lại thì đang đặt trên vạt áo quần áo đang chỉnh tề cứ như vậy mà bị làm cho loạn hết cả lên, do bị kéo mạnh từ bên ngoài, nên nó không còn gọn gàng như ban nãy nữa, lộ ra cơ bụng và cơ ngực tràn đầy sức lực. Ninh Diệu hâm mộ nhìn chăm chăm vài giây, sau đó mới ý thức được làm vậy không ổn lắm, chỉ đành rời mắt sang nơi khác. Húc lễ lại cố tình không trừ lối thoát cho Ninh Diệu, hắn vẫn tiếp tục hỏi tới, làm giống như vậy sao? Ừm, Ninh Diệu lại rời tầm mắt đi nơi khác thêm lần nữa trong phòng ngủ có một tấm gương lớn từ góc độ của ninh diệu y có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình và úc lễ trên mặt gương úc lễ cao hơn y nửa đầu toàn bộ cơ thể đều cao lớn hơn y bây giờ úc lễ lại bày ra dáng vẻ mê hoặc quân vương không tào chiều sao y lại cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó lạ lắm nhỉ như vậy có chút gì gọi là yêu phi dụ hoặc quân vương đâu chứ phải là quân vương bị yêu phi mở tung quần áo ra mới đúng ninh diệu tự xa ngã nhắm mắt lại không đúng, không đúng, ngươi làm vậy không đúng. Úc lễ nhớ mày, ồ, vậy em dạy ta đi. Chắc phải vậy rồi, Ninh Diệu giang hai tay ra, còn không mau bế bổn vương lên, nhìn cái gì mà nhìn. Úc lễ chỉ cười khẽ, rồi khom lưng, bế ngang y lên. Đám tiểu yêu khi nãy vừa được Ninh Diệu ra lệnh đưa đồ ăn cho Úc lễ bây giờ đang đứng trước cửa phòng. Cửa phòng rất dày, nên cho dù có gõ cửa hay bước đi đều sẽ không nghe thấy được tất nhiên là sẽ không có con yêu nào dám tự tiện xông vào, nhưng khi nghĩ đến vị yêu hậu có khả năng thất sủng, sắp bị biếm vào lãnh cung kia, chúng lại bớt đi vài phần cẩn thận, rồi lại tăng thêm vài phần tùy tiện. Có mấy tên yêu lá gan khá lớn, dám đứng trước cửa phòng lén nhìn vào. Đập vào mắt chúng, chính là chiếc giường lớn lộn xộn, còn có hai người đang ôm nhau vô cùng thân mật. Bọn họ thân mật kháng khít đến mức đó, ai lại có thể nói rằng tình cảm bọn họ xảy ra dạn nứt được kia chứ? đối diện cửa, nam nhân đang vùi mặt vào vai yêu vương bỗng ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc về phía cửa một cái. Tiểu yêu nhìn lén cảm thấy ra đầu mình tê dần, lùi lại vài bước, lùi mãi đến khi không còn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng nữa, thì cảm giác đau đớn kia mới từ từ biến mất. Đó là cảnh cáo, là sự cảnh cáo cho những kẻ dám nhìn lén vào bảo bối của hắn. chương 47, Ninh Diệu chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, muốn quay đầu lại nhìn một cái, thì lại bị úc lễ đè xuống không cần nhìn úc lễ nhẹ giọng nói bọn họ muốn vào ta liền đuổi họ đi bọn họ thấy tình huống của hai chúng ta rồi sao ninh diệu hỏi úc lễ liền cho y một câu khẳng định kế hoạch của ninh diệu được thực hiện thuận lợi như vậy y nghĩ sẽ không có ai dám cho rằng quan hệ giữa hai người họ không tốt nữa vì thế liền bắt đầu dẫn úc lễ đi tìm phương pháp phá hỏng tháp phong ấn trong những ghi chép có liên quan với tháp phong ấn ghi lại thì nó được chôn giấu ở cấm địa tối cao nhất của yêu tộc những con yêu tầm thường ở nơi này đương nhiên không có khả năng tùy tiện ra vào cấm địa nhưng ninh diệu là yêu vương toàn bộ yêu giới này đều là địa bàn của y nên y thích đi như thế nào thì cứ đi thế ấy còn có thể nghênh ngang dẫn theo úc lễ đi vào cấm địa phong ấn tháp trong lãnh địa yêu tộc đã hiện thế xung quanh tháp mang theo sương mù phong ấn thật dày chỉ cần vô ý một chút sẽ bị lạc bên trong cả đời có đi mà chẳng có về nữa mà bên trong tháp phong ấn lại càng nguy hiểm hơn chỉ cần có một chút sơ hở là sẽ đoạt mạng của kẻ xâm nhập. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là hoàn toàn không thể tránh được. Khi tháp phong ấn được xây dựng, người dựng nên nó sẽ suy nghĩ đến việc có một ngày mình sẽ lấy được đạo cốt, nên phải nghĩ ra cách vừa thuận lợi vừa nhanh chóng để phá hủy cái tháp phong ấn này. Nếu Ninh Diệu muốn tìm ra phương pháp đó, thì chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đây không phải là chuyện dễ dàng hoàn thành, hơn nữa ngay cả một chút manh mối về vị trí của cấm địa chôn dấu tháp phong ấn họ cũng chẳng có. Úc Lễ dẫn theo Ninh Diệu bay trên không trung vài vòng, nhìn giống như đang tùy tiện tìm một nơi nào đó để đáp xuống. Ninh Diệu trầm tư nói, như vậy cũng không phải cách đâu, chỉ bằng chúng ta chia nhau ra hành động. Ta đi bên trái, còn ngươi đi bên phải. Nơi này có dị thường. Úc Lễ cắt ngang lời nói của Ninh Diệu, rồi rút kiếm ra, chém vào phần dưới của đại tụ trước mặt, một con đường liền đột một xuất hiện đây là cái gì? Ninh Diệu khiếp sợ kéo Úc Lễ cùng y qua xem xét. Sau khi điều tra xong, tâm trang của Ninh Diệu lúc này chính là không thể tưởng tượng nổi nữa. Y chắc chắn rằng đây chính là nơi bọn họ muốn tìm kiếm, con đường tắt đi vào tháp phong ấn. Ninh Diệu kinh ngạc, vận may của ngươi tốt quá, quả nhiên ông trời cũng đứng về phía ngươi, muốn giúp ngươi thuận lợi trở nên mạnh hơn đó. Úc Lễ chỉ cười cười, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế được, nếu có thì cũng chỉ là do hắn bày mưu lập kế mà ra. Tiếp trước hắn đã làm chuyện này một lần, bây giờ làm lại một lần nữa đương nhiên là rất dễ dàng. Trời cao vĩnh viễn sẽ không ở cùng chiến tuyến với hắn, thế nên nếu hắn muốn đoạt được đồ vật gì đó thì bắt buộc hắn phải tự mình giành lấy cơ hội. Chờ đến khi thực lực của hắn đã đủ rồi, thì Ninh Diệu sẽ không còn cách nào để rời khỏi hắn nữa. Suốt cả quãng đường Ninh Diệu vẫn duy trì trạng thái cẩn thận đề phòng, nhưng suốt cả quá trình lại không hề có chút nguy hiểm nào, mọi chuyện thuận lợi đến bất ngờ những nguy hiểm mà y dự đoán đều không hề xảy ra, khi Úc Lễ phá hủy tháp phong ấn, Ninh Diệu vẫn cảm thấy không thể tin được như ban đầu. Vậy là kết thúc rồi sao? Ninh Diệu túm chặt ống tay áo của Úc Lễ, người có cảm giác chỗ nào của mình khác khác không? Úc Lễ vươn tay, trong lòng bàn tay hắn là nguồn linh lực đang kích động, bên trên còn tỏa ra hơi thở rất đáng sợ. Ninh Diệu còn chưa cảm nhận được nhiều sự kinh khủng của nguồn linh lực này, thì nó đã bị Úc Lễ làm cho tiêu tan úc lễ cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang được nâng cao lên một bậc hắn liền nở một nụ cười cách này đúng thật là rất có ích úc lễ nói ninh diệu thở phào một hơi rồi cũng mỉm cười theo úc lễ việc hồi phục ký ức đã chứng tỏ rằng sức mạnh của thần khí đã được tiêu trừ bây giờ ninh diệu lại còn có thể tự do ra vào yêu giới sẽ không còn phải chịu hạn chế nữa ninh diệu cũng không hề lưu luyến sau khi trở về yêu phủ y liền triệu tập tinh anh của cả hai tộc đến Sáng ngày mai ta và yêu hậu phải rời khỏi yêu giới, trước mắt là đi đến hai giới khác để tìm kiếm cơ duyên mới. Các người phải hợp tác với nhau để phụ trách tất cả công việc lớn nhỏ ở đây, có làm được hay không? Thuộc hạ đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Mấy tinh anh kia đồng loạt tuân theo lời Ninh Diệu, lại vô cùng cẩn thận mà nhìn Ninh Diệu một cái, có ý muốn níu y ở lại. Ngài rời đi sớm như vậy sao? Chỉ bằng ngài ở lại thêm hai ngày, để chúng ta mở một yến hội cho ngài đã. Ninh Diệu từ chối không chú do dự, không cần đâu, sáng ngày mai ta sẽ khởi hành. Nơi đây là sảnh nghị sự, vô cùng trang nghiêm đứng đắn, bên trong chỉ có Ninh Diệu và vài thủ hạ tinh anh của y, ngay cả Úc lễ cũng không được vào. Ninh Diệu vẫn theo thói quen mà nhìn trái ngó phải, sau đó mới lên tiếng, sau này, nếu các ngươi có gặp lại yêu hậu, cho dù ta có ở bên cạnh hắn hay không, thì các ngươi cũng phải đối xử với hắn thật tốt, hiểu rõ chưa? Vẻ mặt nấy tên tinh anh này đều ngơ ngác, Ninh Diệu bèn bổ sung thêm, thân phụ của ta mang huyết mạch đại yêu, mỗi lần bế quan đều mất tận mấy ngàn năm, cho nên ta không có khả năng mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ta và hắn bất hòa. Tầm mắt Ninh Diệu quét một vòng quanh người mấy vị tinh anh, "Phượng Huyền, hiểu rõ chưa? Không được tìm hắn gây sự." Phượng Huyền đột nhiên bị chỉ mặt gọi tên, gã liền cảm thấy hoan uổng đến chết đi được luôn rồi. "Ta nào dám tìm ngài ấy để gây sự." một đấm của ngài ấy là có thể đấm vỡ ta ra rồi phượng chủ ngài không thể bất công như vậy được ninh diệu vờ như không nghe thấy rất tốt nếu đã như vậy thì lập tức lui xuống đi ninh diệu nói làm thì sẽ lận tức làm ngay thật ra thì y và úc lễ cũng chẳng có đồ dùng gì cần phải thu dọn cho dù có thì cũng chỉ cần ném thẳng vào nhẫn chữ vật là được vô cùng nhanh chóng phượng tộc và long tộc cung cấp cho ninh diệu rất nhiều phương tiện di chuyển xa hoa cho dù là bay trên bầu trời hay là chỉ dưới mặt đất thì cũng đều đủ cả, nhưng Ninh Diệu vẫn cẩn thận mà chọn ra một chiếc tàu bay giản dị. Chiếc tàu bay này trên đất hay trên nước đều không có vấn đề gì, hơn nữa tốc độ của nó còn rất nhanh. Bên ngoài choi gờ có vẻ rất bình thường, không đến mức khiến cho những kẻ không có ý tốt theo dõi, nhưng bên trong của nó lại thoải mái đến không ngơ đúng thật là một sự lựa chọn tuyệt vời để đi xa. Lúc nghe nói yêu vương chuẩn bị rời đi để đến hai giới khác tìm cơ duyên, Sáng sớm hôm đó, chúng yêu tộc đã đứng ở hai bên đường rơi nước mắt đưa tiễn yêu vương. Ninh Diệu đứng ở đầu thuyền phất tay từ biệt bọn họ, còn Úc Lễ lại đứng sóng vai cùng với y. Trong mắt yêu tộc nào cũng ngập tràn niềm ái mộ và lưu luyến, có không ít yêu còn bật khóc, muốn xin Ninh Diệu ở lại thêm mấy ngày, đừng đi nữa. Úc Lễ nhìn biểu cảm của Ninh Diệu, vẻ mặt của y vẫn tươi cười trước sau như một, nhưng chỉ là không hề có chút lưu luyến nào. Bọn họ thật sự rất thích em. Úc lễ trầm giọng nói, không nghĩ đến chuyện ở lại với bọn họ sao, làm yêu vương cũng chẳng có gì không tốt, bọn họ đều hy vọng em ở lại. Ninh Diệu cười đến mức đôi mắt cong cong, cả người y vốn mang vẻ dịu dàng, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một khí chất trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng kia. Người thích ta giống vậy rất nhiều, ta cũng chẳng thể nào chỉ vì người ta thích mình, mà dừng lại bước chân của mình chứ. Sợi tóc màu đỏ giữa rừng tóc bạch kim của Ninh Diệu lắc lư nhẹ nhàng theo gió giờ phút này y chính là yêu vương chờ đến khi ra khỏi yêu thành rồi cuối cùng cũng không nhìn thấy nhưng yêu tộc đang ngẩng đầu trông lên nữa máu tóc của y lại trở về màu đen như mực nước y không hề ngần ngại mà cởi bỏ thân phận yêu vương trở về với chính mình trở về làm một con người bình thường quên nữa chúng ta đang muốn đi làm chuyện chính mà ninh diệu nắm lấy cánh tay của úc lễ kéo hắn vào trong tàu bay không gian bên trong rất lớn hai người ngủ cũng còn dư không những thế còn có nơi để bọn họ xử lý công việc. Ninh Diệu mở tấm bản đồ trên mặt bàn ra, rồi hỏi Úc Lễ, chẳng phải lúc trước ngươi đã tính ra được trình tự xuất hiện của bốn cái tháp phong ấn rồi sao? Tiếp theo chúng ra phải đến nơi nào? Úc Lễ vươn tay, chỉ chỉ vào góc phải bên dưới chỗ Ninh Diệu đang chỉ. Ma giới, lại là một nơi mà Ninh Diệu chưa từng đặt chân đến, hiểu biết của y về ma giới rất ít, cũng không có quen biết được với nhiều người ở nơi đó lần duy nhất tiếp xúc với họ chính là lúc thần tích xuất hiện, đám ma tộc đột nhiên xuất hiện ấy lại quỳ sụp dưới chân y mà xin tha. Đến tận bây giờ Ninh Diệu vẫn không hiểu được là chuyện gì đã diễn ra, chẳng lẽ là trong ma tộc có một nhân vật to bự lớn lên rất giống y hay sao? Ninh Diệu suy nghĩ một lát, bèn quyết định đến lúc đó cứ hành động theo hoàn cảnh vậy. Dù sao bấy giờ thực lực của y và Úc Lễ cũng không thấp, nếu cẩn thận một chút, chắc sẽ không xảy ra vấn đề nào lớn đến mức đòi mạng đến lúc đó chúng ta cứ đi hỏi thăm thử xem ma vương đương nhiệm là ai ninh diệu nói trước tiên chúng ta cần phải chuẩn bị phải cố gắng hết sức tránh hắn đừng để xảy ra xung đột gì với hắn úc lễ không nhận được lời hồi đáp ninh diệu bỗng cảm thấy kỳ quái ngươi làm sao vậy ta nói gì sai sao được úc lễ đồng ý đến lúc đó chúng ta sẽ tránh mặt hắn tốc độ của tàu bay rất nhanh hơn nữa còn bay không ngừng bất kể ngày đêm sau một thời gian ngắn Ninh Diệu đã đến được chấn nhỏ bên cạnh yêu giới. So với tu tiên giới của nhân tộc và yêu giới, thì ma giới là nơi dễ đi vào nhất. Vạn vật trên thế gian, có thứ sinh ra đã là ma của ma tộc, nhưng cũng có kẻ vốn là người hoặc yêu xa đọa mà thành. Ma giới thu nhận tất cả người hay yêu đọa ma, giống như mở ra một cánh cửa, nhưng những người của hai giới kia đều không hề muốn đặt chân vào mảnh đất này dù chỉ là một bước. Không có luật pháp, cũng chẳng có trật tự, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, còn có những thứ đồ vô khủng bất nhập dụ dỗ người ta xa đọa Trước khi bước vào chấn nhỏ, Ninh Diệu đã nhanh chóng thay tàu bay thành chiếc xe ngựa nhỏ mà bọn họ dùng lúc trước, sau đó y mới cùng với Úc Lễ ngồi trên xe ngựa rồi đi vào trấn nhỏ. Vừa mới đi vào, Ninh Diệu đã cảm nhận được một làn gió mới mẻ, khác biệt hoàn toàn với những nơi khác. Những người đi bộ trên đường phố, cách ăn mặc của bọn họ, trông khá là mát mẻ. Ở trong xe, Ninh Diệu lặng lẽ nhấc xem lên, tạo thành một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài, lập tức không tránh được khiếp sợ. Mặc kệ là nam hay nữ của yêu tộc, thì cũng có không ít người chỉ mặc một tầng lụa mỏng, hoàn toàn không che đậy được gì, khắp toàn thân, thứ duy nhất có thể che chắn được chỉ có mái tóc dài kia. Trong lúc di chuyển, mái tóc dài ấy lại đông đưa, lộ ra lớp lụa mỏng bên dưới, mà bên dưới lớp lụa mỏng kia, lại có, như ẩn như hiện. Ninh Diệu Á khẩu chẳng nói được gì, thậm chí y còn chưa kịp phản ứng lại, thì đôi mắt đã bị che kín nhìn cái gì úc lễ lạnh giọng nói kéo xèm xuống ninh diệu ngoan ngoãn kéo rèm xe xuống đến khi không thể nhìn thấy được bất kỳ thứ gì ngoài đường nữa thì đôi mắt y mới được thả ra đây là ma tộc sao ninh diệu vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ chấn động khi nãy lợi hại quá khác hoàn toàn so với hai giới kia luôn khuôn mặt úc lễ vẫn lạnh tanh đương nhiên là không giống em cứ làm như ma giới là nơi nào tốt đẹp lắm vậy ở yêu giới, yêu có được huyết thống của long tộc thì chính là tên yêu dâm tà nhất, nhưng đại đa số những ti đần yêu khác đều tương đối bình thường. Nhưng ở nơi này, sự hứng thú về chuyện kia của mỗi một người ma tộc đều không hề thua kém long tộc. hoan dâm không ngừng chính là một vũ khí to lớn sắc bén để khiến cho người ta đọa ma. Chuyện này làm những kẻ ở đây vui sướng, nên mỗi ma tu ở nơi này đều hiểu về nó rất rõ. Úc lễ lấy mũ có rèm ra đội lên đầu ninh diệu, nghiêm túc nói, sau khi xuống xe không được nhìn lung tung phải theo sát ta nơi này thường xuyên xuất hiện mị ma bọn chúng chuyên môn đi hút tinh khí của đàn ông ninh diệu thấp thỏm gật đầu liên tục nhưng trong lòng lại không nhịn được mà sinh ra một chút tò mò mị ma có dáng vẻ thế nào những ma tộc chỉ mặc một tấm lụa mỏng đi lại trên đường cái kia chẳng phải cũng là mị ma sao vậy bọn họ dùng thủ đoạn gì để có thể thành công hút tinh khí của người ta tuy trong lòng y đang rất tò mò nhưng Ninh Diệu lại sáng suốt không nói ra ở trước mặt Úc Lễ. Lúc xe ngựa dừng trước một khách đĩa, em mờ, y bèn ngoan ngoãn theo Úc Lễ xuống xe. Kinh mặt bị rèm mũ che khuất, hơn nữa cách ăn mặc vẫn khá bảo thủ, tuy Ninh Diệu cũng bị người ta chú ý đến một chút, nhưng những ánh mắt đó cũng không dừng lại trên người y quá lâu, sau đó lập tức rời đi nơi khác. Úc Lễ dẫn Ninh Diệu vào thuê phòng nghỉ ngơi, nhưng lại gặp phải một vấn đề nhỏ. Một gian phòng hay là hai gian phòng? ông chủ khách đi, ếm hỏi. Úc Lễ và Ninh Diệu ở cùng cũng đã được một khoảng thời gian, ngủ chung trên một cái giường không biết đã bao nhiêu lần, nhưng dù gì lúc đó bọn họ cũng đang ở trong lãnh địa yêu tộc, một là do Ninh Diệu đang mất trí nhớ, hai là do lúc đó thân phận của bọn họ là đạo lữ, nên không thể không hợp tình hợp lý mà ngủ chung trên một chiếc giường. Bây giờ họ đã rời khỏi yêu giới, không cần giả vờ làm đạo lữ nữa, nếu vẫn cứ chung chăn chung gối thì có vẻ hơi kỳ quái nhất thời úc lễ cũng chẳng nói gì ninh diệu chỉ đành lên tiếng trước hai gian đi ở sát nhau cách vách là được rồi ông chủ vui vẻ đi kiếm phòng nhanh chóng nhận lấy kinh thạch rồi mở cửa phòng cho bọn họ cứ như sợ bọn họ sẽ đổi ý ninh diệu lấy một tấm thẻ phòng trong đó đưa cho úc lễ đi thôi ta ngủ ở phòng ngay bên cạnh ngươi úc lễ trầm mặc nhận lấy rồi theo ninh diệu bước lên lầu úc lễ chẳng thể nào yên tâm nổi hắn lấy ra một tấm mặt nạ khá mềm mại từ nhẫn chữ vật, rồi đeo lên cho ninh diệu, để tránh chuyện em đột nhiên bộc phát suy nghĩ gì kỳ quái. Chạy đi xem náo nhiệt mà quên mang mũ có rèm, nên tạm thời cứ đeo cái này lên, đây là do ta gấp gáp chế tạo suốt nhiều ngày mà thành. Sao y lại có thể chạy ra ngoài xem náo nhiệt giữa đêm khuya được chứ? Tại sao bất kỳ vật dụng gì Úc Lễ cũng có? Hắn làm nó khi nào? Sao y lại không biết? Trong lòng Ninh Diệu tràn ngập nghi ngờ, nhưng y lại không hề phản bác, bởi vì khi mang chiếc mặt nạ do Úc Lễ chế tạo lên, y hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Sau khi chúc Úc Lễ ngủ ngon xong, Ninh Diệu trải tấm đệm đã lâu chưa đụng đến mà Úc Lễ đưa cho y ra, biến cái giường này thành một chiếc giường mềm mại hợp ý y, sau đó mới thoải mái nằm vào. Đêm nay, Lanh Diệu lại không thể nào nhanh chóng vào giấc ngủ, y lăn qua lộn lại vài vòng trên giường, rồi thở dài một hơi. Ngủ một mình đúng thật là có hơi nhàm chán, nếu bây giờ có Úc Lễ nằm bên cạnh, thì y đã có thể kéo hắn đến nói chuyện phiếm rồi. Đơn giản chỉ là do ngủ không được, nên Ninh Diệu đành rời giường đứng dậy, tự pha một ly trà cho mình. Trong bóng đêm đen đặc, tất cả mọi thứ đều rất yên tĩnh, bỗng xuất hiện một tiếng cười khẽ. Ta thấy đại nhân ngủ không được nên cứ lăn qua lăn lại mãi, chỉ bằng cùng nhau làm ít chuyện thú vị, ngài thấy thế nào? Giọng nói truyền đến từ phía giường ngủ, Ninh Diệu sửng sốt, lập tức quay người lại nhìn chiếc giường vốn đang trống rỗng của y lại đột nhiên xuất hiện một người nằm trên đó. Mái tóc đen của người nó kéo dài đến mắt cá chân, tựa như rong biển quấn quanh người, lô ra đường cong mượt mà như ẩn như hiện. Người nọ nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu mình, lộ ra một khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa rào hoạt. mươi 48, Ninh Diệu nhìn thấy rõ khuôn mặt của Mỹ Ma. Đó là một gương mặt mang đầy cảm giác khiêu khích, đôi mắt hẹp dài, đôi mắt xếch lên, đôi môi đỏ như máu, ngón tay thon dài ấn trên đôi môi đỏ tươi, tạo thành một vệt cong hơi lõm xuống. Mị ma thu hết dáng vẻ loay hoay không biết làm sao của ninh diệu vào mắt, suy tính trong lòng, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Xem dáng vẻ của ngài kia, chắc là chưa từng thử đúng không? Ta đây này, chính là người có kinh nghiệm phong phú nhất, kỹ thuật tốt nhất trong đám mị ma, chắc chắn sẽ không để ngài thiệt thòi đâu. Đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra khỏi miệng, khẽ liếm vào đầu ngón tay thon dài, mang theo một chút ý ám chỉ nào đó không muốn thử hôn môi một chút sao mềm lắm đó không có chuyện gì đâu ta sẽ dạy ngài ngón tay lướt nhẹ qua môi lướt xuống hàm dưới chân bóng rồi lại đi qua hầu kết đang nhấp nhô cuối cùng dừng lại ở một nơi thần bí bị bóng đêm che lấp hơn nữa nếu là ngài thì muốn làm gì với ta cũng được cả mị ma vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn từ dưới lên đúng thật là một ánh mắt vừa mị hoặc lại vừa vô tội làm thế nào để mê hoặc những nam nhân chưa từng trải sự đời chính là chuyện mà gã chưa từng thất bại tuy chỉ được gặp thoáng qua một lần ở khách điếm nhưng nam nhân mang mũ có rèm khi ấy thật sự đã khiến tâm tư gã rung động bây giờ mũ có rèm đã được bỏ xuống gương mặt ấy cũng đã lộ ra tầm thường không có gì mới mẻ hoàn toàn không phù hợp với mục tiêu săn bắn nhất quán của gã trước giờ nếu là ngày thường chắc chắn gã đã xoay người bỏ đi từ lâu rồi nhưng lúc này khi nhìn thấy gương mặt tầm thường của người này, rồi lại nhìn vào thân hình mảnh khảnh nhưng mỗi một đường cong trên cơ thể đều hợp ý gã của nam nhân này, mị ma lập tức liếm liếm môi. Mặt lớn lên chỉ là hạng tầm thường, nhưng thân hình lại không tồi. Giúp cho bọn họ có thể trải qua một đêm vui sướng, thỏa mãn nhu cầu. Một người như vậy đúc cho đồ vật của gã, chắc hẳn là mỹ vị. Nhưng lại nằm ngoài dự kiến của mị ma, nam nhân tướng mạo bình thường kia lại không hề lao vào gã như hổ đói mà là chờ đến khi gã nói xong mấy lời kia, sau khi đánh giá gã một lát mới cầm lấy ấm trà, còn vô cùng bình thản mà tự rót cho mình một chén trà. Ninh Diệu cũng nhận ra được tên mỹ ma này không có sát ý, cùng với việc đây là lần đầu tiên y được gặp gỡ giống loài này, nên lập tức xuất hiện một chút tâm trạng muốn tán gẫu với gã. Người vào đây bằng cách nào, sao ta lại không phát hiện được? Ninh Diệu hỏi, bởi vì, mỹ ma như chúng ta có khả năng đặc biệt là che giấu hơi thở, còn có cả cách đi vào và cách chạy trốn nữa đó. Mỹ Ma bật dậy khỏi giường, vui vẻ nói thêm vài câu với Ninh Diệu. Nếu không thì sao, lỡ đâu tên nam nhân đồng hành cùng ngươi có loại suy nghĩ đó với ngươi, vậy chẳng phải là hắn sẽ đuổi theo ta đến tận chân trời góc bể sao. Trông hắn hung dữ lắm đó. Ninh Diệu nghe xong mấy câu này liền khẽ cười một cái. Úc Lễ rất thích quản y, nếu như hắn biết chuyện có một tên Mỹ Ma bước vào phòng y, chắc chắn là hắn sẽ rất tức giận nhưng nguyên nhân khiến hắn tức giận có lẽ là vì cảm thấy y chẳng hiểu gì cả cho nên mới lo mị ma đến dạy hư y chắc chắn không phải là do thích y nên khi thấy mị ma đến tìm mới tức giận chứ không phải là ghen tiếng cười réo rắt cười đến mức khiến mị ma cảm thấy nửa người của mình tê dại con người này ngoại trừ mặt ra thì mỗi bộ phận trên cơ thể đều rất hợp khẩu vị của gã mị ma cảm thấy đói khát gã muốn nam nhân này đến đốt no gã nếu núi đã không đến tìm gã, thì gã đành tự đi tìm núi vậy. Mị ma bò dậy khỏi giường, gã dùng đôi chân trần trụi của mình chầm chậm bước về phía ninh diệu. Trên mắt cá chân của gã có đeo hai quả lục lạc nho nhỏ, mỗi một bước gã đi đều có tiếng lục lạc thanh thúy vang lên, rất động lòng người. Nhưng người gã muốn dụ dỗ kia lại không hề lao về phía gã, mà còn cười cười, rồi đi về phía chiếc bàn bên cạnh mà ngồi xuống. Mị ma cũng bước đến cạnh y, gã không ngồi lên chiếc ghê ngay đó, mà là trực tiếp ngồi lên mặt bàn, ngay trước mặt ninh diệu. Sa mỏng như ẩn như hiện, khi đặt trong bóng tối lại càng mơ hồ khó nhìn rõ hơn. Phi lễ chớ nhìn, nên ninh diệu cũng không cố gắng nhìn cái phần trắng trắng bên dưới lớp tóc dài kia là thứ gì, mà chỉ ngước mắt nhìn vào mặt mị ma. Ta nghe nói, mị ma lấy tinh khí để ăn, sắc mặt ninh diệu vẫn rất bình tĩnh, lông mi y vừa nhỏ vừa dài, rõ ràng là chỉ cần kích thích một chút là nó sẽ gấp gáp rung động. Nhưng ngay tại giờ khắc này, khi đối mặt với tình huống khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập như vậy, mà hàng mi ấy lại chẳng hề rung lên một chút nào. Thật vậy sao? Ninh Diệu hỏi, mị ma chớp chớp mắt, đôi chân gã nhẹ nhàng đong đưa, làm cho chiếc lục lạc vang lên vài âm thanh rất nhỏ. Đương nhiên là thật, bọn ta coi đó là thức ăn. Mị ma nói xong lại nghiêng người về phía trước, khiến cho tóc dài của mình cọ nhẹ vào chóp mũi của người nọ. Chẳng lẽ, ngài không muốn cho ta ăn no sao ta sẽ không để thừa giọt nào đâu ta sẽ gìn giữ cẩn thận toàn bộ bảo vật mà ngươi dành tặng cho ta bên trong không khí có một mùi hương đang kích động đó chính là mị hương trong cơ thể mị ma mùi hương ma linh đều là thủ đoạn của mị ma chỉ cần là người đã bị gã để mắt đến cho dù trong lòng chỉ sinh ra một chút ý đồ với gã thì cũng sẽ bị mị hương trong cơ thể hắn phóng đại ý đồ này lên hàng ngàn hàng vạn lần bẫy dập của gã đã được phô bày một cách lặng lẽ từ lâu, bây giờ gã chỉ cần con mồi cắn câu, cùng gã phóng túng một trận. Cũng đã gần đến thời hạn rồi, mỹ ma vươn tay, muốn nắm chặt lấy bà vai của người trước mặt. Nhưng gã lại thất bại, người nọ nhẹ nhàng tránh đi, nghiêng người một cái, rồi cầm lấy một cái ly mới, rót thêm một chén trà nữa. Ta không có hứng thú với ngươi, sau khi uống xong ly trà này thì lập tức rời khỏi đây đi. Ninh Diệu nhàn nhạt nói nếu không thì đến lúc hắn xuất hiện rồi, sẽ không còn dễ nói chuyện như ta đâu. Bàn tay của mị ma cứng lại, rồi dừng giữa không trung. Cái gì, sau khi kịp phản ứng, gã liền cúi người xuống càng thấp hơn, nhìn vào đôi mắt kia. Mà người trước mắt cũng ngẩng đầu lên như gã mong muốn, giúp hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thần sắc nơi đáy mắt kia mà không bỏ lỡ một thứ gì. Trong ánh mắt hắc bạch phân minh kia không hề có một chút gì gọi là dục vọng khó kiềm chế, cho dù có thì cũng chỉ là vài gợn sóng nho nhỏ khi nhìn gã chỉ tựa như đang nhìn một kẻ vô cùng tầm thường mà thôi sao có thể chẳng lẽ người tu vô tình đạo mị ma hoảng loạn hét lên đầy kinh ngạc sự không thể tin được đối với chuyện có người kháng cự được mị lực của mình càng ngày càng tăng lên không không thể nào gã đã từng tiếp xúc với tu sĩ tu vô tình đạo người tu vô tình đạo có một loại khí thế lục thân bất nhận chắc chắn không phải loại khí thế điềm tĩnh dịu dàng như của người này đây chỉ đơn giản là không coi trọng hắn hoặc cũng có thể nói rằng vạn sự vạn vật trên thế gian này với đủ loại tư dung khi ở trong mắt người này đều giống hệt như nhau tựa như hoàn toàn chẳng có gì khác biệt khoảng cách giữa bọn họ rất gần cuối cùng mị ma cũng thấy được chỗ mất tự nhiên trên gương mặt kia người này thế mà lại mang mặt nạ mị ma vô thức nâng tay lên nhanh chóng lột mặt nạ xuống ám hương lưu truyền hơi thở của mị ma lập tức trở nên nhẹ hơn ninh diệu chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại không nói đến chuyện thực lực của y có thể giúp y không bị mị ma quấy dày chỉ là một mị ma thích đi hút tinh khí nếu như y không muốn thì có thể làm gì được y chứ mị ma là ma hút khí chứ không phải là loại ma có thể mạnh mẽ truyền tinh khí của mình cho người khác khiến cho người ta an tâm ghê ôi mị ma lại đột ngột lên tiếng giọng nói còn mềm nhẹ hơn cả lúc đầu có vẻ như còn hơi khàn khàn một bàn tay của gã đặt trên vai Ninh Diệu, người cũng là mỹ ma. Ninh Diệu, chẳng trách, người có thể thờ ơ trước sự dụ dỗ của ta. Mỹ ma cười khẽ, nhìn lăm lăm vào mặt Ninh Diệu, dáng vẻ này của ngươi, chắc chắn là mỹ ma cấp bậc cao nhỉ. Người bình thường không thể nào thỏa mãn được ngươi, lần này ngươi đến ma giới, có phải là để quyến rũ ma tôn không? Ninh Diệu, không, ta nghe nói, ma tôn tân nhiễm cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nếu không thì để ta giúp ngươi một tay, để thực lực của ngươi mạnh hơn một chút, ngươi thấy sao? Mị ma đè thấp giọng, dụ dỗ, dỗ. Nhưng lòng hiếu kỳ của Ninh Diệu vẫn thật sự bị khơi gợi, ngươi có thể giúp ta thế nào? Hầu kết của mị ma giật giật, bữa ăn ngon đang ở ngay trước mắt khiến cho cơn đói khát của gã càng dâng lên cuồn cuộn, hại gã sắp không kiềm được dục vọng mà lao đến ăn luôn. Chỉ là lúc này đây, thứ làm gã đói không phải là nơi gã quen thuộc nhất, mà lại là một thứ khác, gã thân là mị ma, nên chắc chắn sẽ không bao giờ động đến thứ này chúng ta đều là mị ma mị ma dùng cách gì để tăng cường sức mạnh còn cần ta nói ra sao mị ma lại khẽ cười đôi môi đỏ càng kề sát hơn ta lấy năng lượng tích góp của ta cho ngươi cho ngươi ăn đến no luôn như vậy thì chẳng phải là ngươi sẽ mạnh hơn sao khoảng cách giữa đôi môi của mị ma và gương mặt trắng nõn của người kia chỉ còn một đoạn ngắn ngủn gã đã gấp đến mức không chờ nổi nữa lập tức cúi đầu muốn âu yếm Ninh Diệu phản ứng rất nhanh, lập tức đè Mỹ Ma lại, không để cho gã tiến đến, mấy chén trà ở trên mặt bàn bị động tác của bọn họ làm cho nghiêng ngã, rồi lăn lông lốc xuống đất, khi cái ly vỡ nát ra, liền phát ra một tiếng động giòn vang. Mỹ Ma tất nhiên là không thèm để ý, nhưng Ninh Diệu lại lắc đầu. Chạy mau đi, nếu không thì đừng bảo rằng ta không nhắc ngươi. Ninh Diệu nói, cho dù tên Mỹ Ma thông hiểu thuật ẩn nấp, nhưng họ gây ra tiếng động lớn như vậy, Úc lễ ở cách vách chắc chắn sẽ nghe thấy. Sắc đẹp đã ở ngay trước mắt, mị ma nhếch môi cười to, ha, người đã quá coi thường ta rồi, ta sẽ mang ngươi đi cùng. Ninh Diệu còn chưa nghe hết đoạn lời nói này, thì hơi thở quen thuộc đã bao bọc lấy hai tai và đôi mắt của y, tạm thời phong ấn hai giác quan này của y. Thế giới trở nên vừa tối tăm vừa yên tĩnh, Ninh Diệu chỉ ngồi im bất động, rất mau, đôi mắt và hai tai của y đã được thả ra, mọi thứ lại trở về như ban đầu úc lễ đứng trước mặt y mọi thứ ngay lúc này hoàn toàn chẳng có gì khác so với lúc y vừa mở cửa phòng ra giống như là chưa từng có người nào bước vào đây ninh diệu lập tức nở một nụ cười người đến rồi mau đến đây uống chén trà đi úc lễ cũng theo đó mà ngồi xuống uống tách trà mà ninh diệu vừa mới rót cho hắn sau khi trầm mặc một lát mới trầm giọng nói em không hỏi ta chuyện gã ta đi đâu sao hỏi chuyện đó làm gì ninh diệu thổi thổi tách trà của mình chắc chắn là ngươi sẽ xử lý tốt mà y chẳng qua chỉ là người ngoài không can thiệp vào chuyện của úc lễ vẫn tốt hơn huống chi y đến từ một thế giới tràn ngập bánh kem và hoa tươi mà úc lễ lại từ nơi đầy đao kiếm chém giết phải vô cùng cẩn thận đề phòng mới có thể tiếp tục tồn tại nếu úc lễ bị y ảnh hưởng mà trở nên mềm lòng vậy thì sau khi y đi lỡ đâu hắn chỉ vì nương tay một lần mà mất mạng thì phải làm sao không phải ai cũng có được một ý chí sắt đá ngay từ lúc ban đầu Ninh Diệu bèn chuyển chủ đề, người đến cũng đến rồi, chỉ bằng chúng ta ngủ cùng nhau đi. Chúng ta có thể tâm sự, không nhàm chán đâu. Y chỉ về phía giường, người có thể chọn ngủ trong hoặc ngủ ngoài, người chọn cái nào. Úc lễ, ở ngoài, Ninh Diệu cười hì hì, rồi lăn lên giường, ngoan ngoãn nằm phần giường phía trong, còn vui vẻ vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh, nói, mau lên đây. Úc lễ rũ mắt, uống một hơi cạn hết nước trà trong chén hắn có được ký ức của tên mỹ ma kia, cũng biết được việc gã ta vẫn chưa làm gì với Ninh Diệu. Hắn cũng biết được chuyện khi Ninh Diệu đối mặt với mỹ ma xuất chúng như vậy nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc, cũng không hề có chút dục niệm nào cả. Tựa như người này đã hoàn toàn cách biệt với những dục niệm dơ bẩn bất kham đó vậy. Nhưng người đời lại cứ cố tình muốn kéo y vào bên trong vũng bùn ấy. Bao gồm cả hắn, nhanh lên đi, Ninh Diệu thúc giục. Úc lễ bỏ chén trà xuống, đi đến mép giường, rồi cởi áo ngoài và giày ra, sau đó mới nằm lên giường. Ninh Diệu sắp lại gần, nũng nịu oán giận, lúc nãy ngươi không ở đây, một mình ta ở đây chán muốn chết. Sau này chúng ta đừng thuê hai gian phòng nữa, dứt khoát thuê một gian phòng thôi, giường đủ lớn mà, ta ngủ cũng ngoan lắm, chắc chắn sẽ không quấy giày ngươi đâu. Em ngủ ngoan lắm sao? Úc Lễ hỏi lại, Ninh Diệu bắt đầu nhớ lại những lần mình xem Úc Lễ như gối ôm mà ôm, có hơi ngượng ngùng, nhưng người y đang phải đối mặt là Úc Lễ, nên lại tiếp tục nói vô cùng đúng lý hợp tình, ta có thể sửa mà, người cũng phải cho ta cơ hội sửa chữa chứ. Sửa không được cũng không sao cả, Úc Lễ buồn bà nói, ta đã quen rồi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Ninh Diệu vui sướng tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu, nhấc cánh tay lên, rồi lại đặt xuống, gác thẳng lên người Úc Lễ. Làm như vậy có nặng không? Ninh Diệu hỏi, em nói xem, tiểu thiếu ra, Úc Lễ nhướng mày vậy là không nặng rồi. Ninh Diệu khẳng định chắc nịch, người đã là tu sĩ Nguyên Anh, một chút trọng lượng này thì có là gì, đúng không nè? Ninh Diệu nói một hơi, bỗng cảm thấy hơi nóng, liền bỏ cái chăn mỏng đang đắp trên người ra. Trong người y vẫn còn đang mặc một cái áo trong bằng chân châu trắng, vừa mềm mại vừa thoáng khí. Đây chính là thư trung yêu ở yêu tộc làm để dâng lên cho yêu vương. Không chỉ lúc mặc vào vô cùng thoải mái, mà còn lạnh lạnh mát mát, có tác dụng giải nhiệt theo lý mà nói nếu như là vì cái chăn quá nóng thì sau khi bỏ chăn ra y sẽ không cảm thấy nóng nữa nhưng bây giờ khi chiếc áo trong lạnh lẽo dán vào da thịt y không ngừng truyền sự lạnh lẽo vào da thịt y nhưng y lại không hề cảm thấy lạnh chút nào mà còn khiến y cảm thấy càng ngày càng nóng hơn úc lễ ơi ninh diệu nằm yên dùng miệng để hít thở không khí mát mẻ ta thấy nóng quá à người có cảm thấy vậy không úc lễ nhăn mày rồi vươn hai ngón tay dán lên trán ninh diệu, có lẽ đã đoán ra được gì đó. Có thể em đã trúng phải mị hương của mị ma kia để lại. Úc lễ nói, mùi thơm của cơ thể mị ma tự động có tác dụng này, hơn nữa nó còn không phát tác nhanh, mà càng chậm lại càng mạnh hơn, sẽ khiến cho người bị trúng nó phấn khởi với chuyện trên giường hơn rất nhiều. Đôi mắt ninh diệu mở to, trong đó còn có ánh nước đang rung động. Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Diệu như đã nhớ đến chuyện gì đó, bèn hỏi. Ngươi có thuốc giải không? Ta nhớ lần trước, ta cũng trúng loại độc này, sau khi ngươi cho ta uống thuốc thì lập tức khỏi luôn. Lần trúng thuốc đó của y nặng hơn lần này nhiều, thần chí y đã hơi mơ hồ, nhưng Úc Lễ lại đột nhiên xuất hiện đưa cho y một viên thuốc giải, giúp y trở lại bình thường. Đôi mắt Úc Lễ hơi tối đi, gò má ninh rượu đã đỏ ửng, tiếng thở dốc của y lại mang theo hơi nóng, đầu móng tay hồng nhạt nắm chặt lấy chăn, tạo ra vài nếp gấp trên chiếc chăn bóng loáng khi Ninh Diệu đối mặt với mị ma muốn dụ hoặc mình hoàn toàn không có động tĩnh gì. Ngay cả khi mình trúng thuốc, khó chịu đến tột cùng, cũng không hề biến thành bộ dáng khát cầu vui sướng. Tựa như trời sinh y đã tránh đi những suy nghĩ và dục vọng đó vậy, y tạo cho mình một thành trì vô hình, cố gắng không để cho những thứ ấy xâm nhập vào trong tâm trí. Chẳng lẽ không có cách nào lôi thiếu da nhỏ này từ thành trì bảo vệ vô cùng mạnh mẽ của y ra sao? Húc lễ nhìn ninh diệu, sau một lúc, khóe miệng hắn mới từ từ gợi lên một nụ cười. Có, ta còn một viên thuốc giải cuối cùng, đừng sợ, ta sẽ không khiến em khó chịu. Tốt quá, Ninh Diệu vui sướng vươn tay ra, nhìn thấy Úc Lễ lấy một cái bình ngọc nhỏ, rồi đổ một viên thuốc tròn tròn nhỏ nhỏ từ trong đó lên bàn tay hắn. Sau khi Ninh Diệu uống viên thuốc đó xong, không được bao lâu, ngọn lửa nóng trong cơ thể đã nhanh chóng rút lui như thủy triều. Có người ở bên cạnh thật tốt, cái gì ngươi cũng có hết ninh diệu khôi phục lại trạng thái thoải mái tiếp tục vui vẻ sung sướng nói chuyện cùng úc lễ nhưng lúc này đây y lại chẳng hề được đáp lại ninh diệu quay đầu nhìn úc lễ lại nhìn thấy hắn đang cau mày nhắm chặt cả hai mắt hô hấp cũng vô cùng phẳng lặng rồi lại trở nên càng ngày càng nặng nề lòng ninh diệu liền rơi lục bục vài cái bất an mà vươn tay sờ chán úc lễ bàn tay chìm vào xúc cảm nóng bỏng ninh diệu thấp thỏm hỏi úc lễ ngươi sao vậy có chỗ nào không thoải mái sao? Úc lễ vẫn không hề nói chuyện, chỉ có hô hấp là càng thêm nặng nề hơn. Ngươi chờ một chút, ta đi tìm đại phu cho ngươi. Ninh Diệu nói xong thì lập tức muốn nhảy xuống giường, lại bị Úc lễ đè lại. Không cần, không sao cả. Mặt mày Úc lễ ủ rũ, gian nan nhếch môi cười nhẹ một cái. Chẳng qua là, ta cũng đã bị cái kia của Mỹ Ma ảnh hưởng, cho nên mới nóng đến mức khó chịu như vậy, không cần tìm đại phu. Ninh Diệu lập tức hiểu rõ, cả y và Úc Lễ đều bị cái đó của mỹ ma ảnh hưởng, nhưng viên giải dược duy nhất kia đã bị y ăn mất rồi. Úc Lễ hơi thở nặng nề, hắn ngồi dậy, mồ hôi chảy xuống từ thái dương, rồi theo hàm dưới của hắn mà nhỏ xuống, thấm vào giữa vạt áo. Quần áo của hắn không hề chỉnh tề, từ góc nhìn của Ninh Diệu, y có thể nhìn thấy được non nửa đường cong linh hoạt ở ngực hắn, còn có mồ hôi trên đó nữa. Khó chịu quá, em ở nơi này với ta cho đến khi nào thuốc trên người ta hoàn toàn tiêu trừ sao?" Úc Lễ buồn bã hỏi. Ta, Ninh Diệu hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay nóng bỏng của Úc Lễ. "Sẽ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi." Chương 49, bàn tay nóng bỏng của Úc Lễ nắm chặt tay Ninh Diệu, hoàn toàn không có ý định buông ra. Trên người em thật mát mẻ, Úc Lễ cười rất yếu ớt, nóng đến mức khó chịu, ta chỉ nắm một lúc thôi, dễ chịu hơn sẽ buông ra cả trái tim ninh diệu đều bị hắn nắm lên luôn rồi. Y lo lắng sốt ruột hỏi, người còn khách khí với ta gì nữa chứ? Cứ tùy tiện nắm, người thấy thoải mái hơn là được rồi. Ninh Diệu cũng là người từng bị chúng phải loại độc này vài lần, y biết rõ sau khi chúng độc thì cả người sẽ bị thiêu đốt rất khó chịu, nên sẽ tìm một nơi mát mẻ để dán vào. Nhưng tiểu nóng này không phải là thứ mà nước lạnh hay băng bình thường có thể giảm bớt được, đối với người chúng phải loại độc này mà nói, Mát mẻ nhất đối với họ chính là da thịt của người khác. Cho nên họ sẽ khao khát được người khác chạm vào, khát cầu được dán chặt vào nhau cho đến khi nào khoảng cách chỉ còn là con số âm. Ninh Diệu có thể khống chế được thời tiết, nên bắt đầu hô mưa gọi gió đến, cố gắng hết sức để giảm bớt sự nóng nực ở bên ngoài, nhưng tất cả cố gắng của y nãy giờ dường như chẳng có chút tác dụng nào cả. Tay của Úc Lễ ngày càng nóng hơn, thái dương và chóp mũi hắn cứ đổ mồ hôi không ngừng một vài sợi tóc đen trên trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp khí chất khác hẳn với trước đây khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy mặt đỏ tim đập tầm mắt của ninh diệu chẳng biết nên đặt ở nơi nào nữa cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tay úc lễ tay úc lễ rất lớn mười ngón tay thon dài nhưng không phải là loại thon dài yếu đuối mà là bàn tay khi nhìn vào người ta lập tức cảm thấy nó đang ẩn chứa rất nhiều sức lực nhìn cái gì úc lễ lên tiếng nhìn tay của ngươi bàn tay có thể bẻ gãy cổ ta. Ninh Diệu lầm bẩm nghe vậy, Úc Lễ chỉ cười, véo cổ em làm gì, bây giờ lúc em đối mặt với ta, không phải là nên lo lắng. Úc Lễ nghiêng người về phía trước, hơi thở cực nóng phả vào tai Ninh Diệu, nên ngay cả những lời hắn nói ra cũng đều mang theo hơi nóng. Giờ ta sẽ bẻ gãy eo của em, giọng nói của Úc Lễ khàn khàn. Ngươi, Ninh Diệu sừng sốt, lỗ tai y còn phản ứng nhanh hơn cả chủ nhân, trở nên đỏ như máu. Ninh Diệu run rẩy, nhanh chóng ném tay Úc Lễ ra, mái tóc của y trong lúc hoảng sợ cũng không hề phòng bị mà biến thành màu trắng, ngọn tóc còn phiếm hồng, trông giống hệt như một bé cầu đang hoảng loạn. Úc Lễ chẳng hề cảm thấy ngoài y muốn chút nào, hắn cúi đầu, trầm giọng cười. Nhưng bé cầu đang hoảng loạn kia lại không hề chạy trốn, sau khi lấy lại tinh thần, lại ôm lấy cái tay vừa bị mình ném xuống lên, rồi dán chặt vào tay mình, ý muốn nhanh chóng hạ nhiệt cho cái tay này. Đừng dọa ta sợ, Ninh Diệu hơi mất tự nhiên, oán giận, để ta nghĩ xem có cách nào giúp ngươi mát mẻ hơn chút không. Đôi mắt Ninh Diệu nhìn khắp nơi để tìm xem có cách nào tốt hơn không, nhưng y lại phát hiện ra được một vấn đề khác. Thế mà từ phần eo của Úc Lễ trở xuống vẫn cứ đắp chăn từ nãy giờ. Làm vậy thì nóng lắm, từ lúc y bắt đầu chịu ảnh hưởng của loại độc kia, cũng đã bị cái chăn trên người làm cho nóng đến mức khó chịu, huống chi là Úc Lễ đã bị chúng độc suốt một khoảng thời gian dài như thế. Ninh Diệu vươn tay kéo cái chăn trên người Úc Lễ ra, sao lại còn đắp chăn nữa? Không cần đắp đâu, bỏ ra mát mẻ hơn mà. Đừng động vào." Ngay khi Ninh Diệu vừa vươn tay kéo chăn thì Úc Lễ đã ngăn lại. Thật ra thì trước khi Úc Lễ kịp lên tiếng ngăn cản, Ninh Diệu cũng đã nghĩ ra rồi. Nhưng đầu óc thì phản ứng kịp, còn cơ thể thì chưa kịp chạy theo. Thế là Ninh Diệu tiếp tục ra sức kéo, xoẹt một cái, cái chăn đắp trên người Úc Lễ đã bị y kéo thẳng xuống dưới thứ đập vào tầm mắt khiến cho ninh diệu xấu hổ đến mức không biết phải làm sao y đã lớn đến mức này rồi nhưng ngoại trừ úc lễ ra thì chưa từng có quan hệ thân thiết như vậy với ai cả cho nên cũng chưa từng gặp qua mấy chuyện này trong phút chốc y cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa nhìn ninh diệu chẳng dám nhúc nhích như vậy mặt mày úc lễ cũng trở nên dịu dàng hơn hắn cũng hiểu được đạo lý rằng mọi việc không nên ép buộc quá mức nên cũng tự tay kéo chăn lại vẫn ổn tránh làm em sợ nhưng nằm ngoài dự kiến của Úc Lễ, sau khi Ninh Diệu lấy lại tinh thần thì lại cắn nhẹ môi, rồi lại vươn tay nhanh chóng kéo chăn trên người hắn xuống thêm lần nữa. Không được kéo, Ninh Diệu cố gắng hung giữ hết sức, bàn tay đang kéo cái chăn cũng là vì dùng sức quá mạnh, mà kéo cái chăn đến mức nhăn nheo, ta ở lại đây với ngươi, không phải muốn để ngươi khó chịu thêm, ta phải làm gì để giúp ngươi thoải mái hơn, ngươi có biết không? Ninh Diệu suy nghĩ một lát, lại bổ sung, nếu không thì ta sẽ đi ngay để ngươi ở đây một mình không khí khô nóng bỗng vì mấy câu nói đó mà trở nên yên tĩnh lạ thường làm thế nào để thoải mái giọng nói của úc lễ đã hơi gấp em có biết em đang nói cái gì không đương nhiên là ta biết tuy ninh diệu xấu hổ nhưng vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng hợp tình hợp lý còn không phải cái kia thì còn cái gì nữa tóm lại thì ngươi động tay một chút còn hơn là cứ nghẹn mãi ở chỗ này lỡ đâu giọng nói của ninh diệu càng ngày càng nhỏ đi lỡ đâu nghẹn ra vấn đề gì thì phải làm sao bây giờ ngươi cái tên này chắc chắn sẽ không chịu đi xem đại phu đâu nếu lấy độ mạnh mẽ của úc lễ thì khả năng xảy ra vấn đề là rất nhỏ nhưng cũng không thể vì xác suất nhỏ mà không quan tâm để ý gì đến thân thể được nghe đến đây úc lễ lập tức hiểu rõ ninh diệu nói thoải mái là có ý gì thì so với sự lý giải của hắn chắc chắn là không giống nhau nhưng như vậy cũng được rồi úc lễ nhắm mắt lại nhưng người về phía trước hắn tựa mặt vào phần vai và cổ không được quần áo che đậy đang lộ ra bên ngoài của ninh diệu. Chiếc mũi đỉnh bạt đặt trên làn da, mang lại cảm giác vừa thoải mái vừa mềm mại, trong lúc hô hấp, tất cả đều là hơi thở thuộc về ninh diệu. Hắn là kẻ lữ hành trên sa mạc, cơ thể khát, nhưng trong tâm hồn lại càng khát, mà người trước mặt lại chính là ốc đảo duy nhất của đời hắn. Úc lễ vươn tay, bắt đầu làm trò trước mặt ninh diệu. Trong bầu không khí nóng rực này, Chóp mũi Ninh Diệu cũng bắt đầu đổ ra mồ hôi trong suốt, y không dám cúi đầu xuống nhìn Úc Lễ, nhưng cảm giác tồn tại của hắn lại mãnh liệt đến mức không có cách nào làm ngơ. Mỗi một lần hít thở, mỗi một động tác đều như gõ lên một hồi trống trong lòng Ninh Diệu. Nhịp trống cứ liên tục gõ từng hồi, không ngừng nghỉ, tựa như không bao giờ dừng lại. Còn chưa kết thúc nữa sao? Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức Ninh Diệu đã bắt đầu hoảng hốt. Cuối cùng y cũng nghe thấy Úc Lễ thỏa mãn thở ra một hơi thật dài. Khá hơn chút nào không?" Ninh Diệu hỏi, không ổn, giọng nói của Úc Lễ hiếm thấy có một chút ủ rũ. "Vô dụng." Ninh Diệu nhìn thoáng qua thật nhanh, mới phát hiện ra lời Úc Lễ nói đều là sự thật. Nhưng mà, hai người đều là nam chính, sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy chứ? Thật sự là đả kích quá lớn lên trái tim nam chính của y rồi. Ninh Diệu cố gắng bỏ đi mấy suy nghĩ miên man trong dầu, lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Loại mị dược này thế mà lại có hiệu lực lớn đến thế sao? Ninh Diệu nói vài câu, lại cảm thấy bực mình, nếu sớm biết như vậy ta sẽ không ăn hết viên thuốc giải đó đâu, chúng ta chia mỗi người một nửa, vậy thì ngươi sẽ không phải khó chịu như bây giờ rồi. Nếu thuốc giải còn sót lại chút gì đó thì tốt rồi. Ninh Diệu đang nói chuyện bỗng im bặt, cái viên thuốc giải kia chẳng hề đắng chút nào, mà là vừa ngọt vừa mát. Mà ngay lúc này đây, nơi đầu lưỡi của y vẫn còn lưu lại hương vị ngọt mát kia. Vậy là thuốc giải vẫn chưa tan hết, vẫn còn lưu lại ở lưỡi của y. Trạng thái ngây người của Ninh Diệu thật sự là quá lộ liễu khiến Úc Lễ cảm thấy kỳ quái, hắn nói, sao vậy? Màu hồng chỉ đang nằm một chút ở phần đuôi tóc của y bỗng nhiên lan tràn về phía trước, rất nhanh sau đó, cả một mái tóc dài kia đã biến thành màu hồng nhạt. Ninh Diệu đối với chuyện mái tóc này cứ làm lộ bí mật của mình chỉ cảm thấy hận không thể rèn sắt thành thép, y bèn khống chế nó biến trở lại thành màu đen. Tuy rằng màu hồng trên tóc đã biến mất nhưng lỗ tai và gò má y vẫn hiện lên một màu hồng nhàn nhạt, nhạt, mà y lại chẳng thể nào khống chế nổi, chỉ có thể để mặc nó tiếp tục lan ra. Cái đó, cái đó, Ninh Diệu ấp úng, Úc Lễ không hề thúc giục y, nghiêm túc lắng nghe những lời y muốn nói. Hình như cái thuốc dài đó đó, còn sót lại một ít trong miệng ta chỉ một câu ngắn ngủn như vậy nhưng Ninh Diệu lại cứ ngập ngừng mãi. Người có muốn, thử một lần xem tình trạng của ngươi có bớt đi chút nào không? Máu toàn thân đều đang bị thiêu đốt đến mức sôi trào, kêu gào hắn nuốt con mồi đang vô thức dụ hoặc này vào bụng. Đôi mắt úc lễ tối đi, từ từ nở một nụ cười tràn ngập chờ mong. Được, nghe em, vậy thử xem, hướng truyền thuốc giải chỉ có thể là từ Ninh Diệu truyền sang úc lễ, nếu như Ninh Diệu nuốt vào rồi, thì hai người đúng là đang kiếm củi ba năm thiêu một giờ thế nên vị trí của ninh diệu và úc lễ phải được chú ý đến một chút ninh diệu chống tay trên người úc lễ y cảm thấy cả người mình sắp nóng chín cả rồi cơ bắp của úc lễ không mềm mại chút nào cộng đến mức làm y đau nếu ngồi quá nghiêng về phía trước thì rất khó tiến lại gần úc lễ nên y đành phải lùi về phía sau úc lễ vẫn không nói câu nào chỉ nhìn ninh diệu tự điều chỉnh vị trí sau đó hắn lại thấy Ninh Diệu không ngừng lùi về phía sau, đến khi chạm phải một nơi nào đó, cả người y đột nhiên cứng đờ, ngừng lại. Được không, Úc Lễ dò hỏi, chờ ta một chút, Ninh Diệu dịch về phía trước một khoảng nhỏ, sau khi thoát ra khỏi phạm vi đó, y mới thở pi phào một hơi, được, chúng ta bắt đầu đi, ta đưa thuốc giải cho ngươi. Đôi tay Úc Lễ buông xuống, đặt tự nhiên trên mặt giường, chứ không hề ôm lấy eo của người trước mặt, Việc này ít nhiều gì cũng làm cho Ninh Diệu cảm thấy được thả lỏng một chút. Ninh Diệu chậm rãi cúi mặt xuống, gương mặt của Úc Lễ càng ngày càng lớn. Ninh Diệu nhắm mắt lại, vượt qua cả khoảng cách của bạn bè bình thường, dán lên đôi môi mỏng nhưng lại nóng rực kia. Ninh Diệu vẫn qua chúc chắc, chỉ là dán môi thôi nhưng cũng đã lấy đi toàn bộ dũng khí của y. Y dán môi mình lên môi Úc Lễ trong chốc lát rồi ngồi dậy, hốc mắt y đã đỏ hoe, giống như là sắp bật khóc đến nơi rồi vậy ngươi có được hay không vây? người phải chủ động một chút chứ. Ninh Diệu lẩm bẩm chỉ trích. Ừm, đôi mắt úc lễ càng ngày càng tối lại. vậy ta không khách khí nữa. không khách khí cái gì cơ? ban đầu Ninh Diệu không hiểu, mãi cho đến khi đôi môi hắn lại dán lên thêm lần nữa, rồi một bàn tay to lớn ấn chặt lấy gáy của Y. Quyền chủ động đã hoàn toàn bị cướp mất, vị ngọt nơi đầu lưỡi cũng không hề được buông tha một chút nào. Có lẽ là Úc Lễ sợ mình sẽ để sót thuốc giải nên mỗi một nơi có khả năng ẩn giấu nó đều bị hắn cẩn thận tìm kiếm. Trong xoang mũi tràn ngập hơi thở nóng rực từ một người khác, Ninh Diệu muốn dãy dụa lại bị bàn tay to lớn đặt trên gáy kia khống chế, muốn động cũng chẳng thể nào động nổi. Lúc Ninh Diệu ngồi dậy, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt. Như vậy mà đã khóc rồi, Úc Lễ đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên hàng mi của y lửa nóng trên người Úc Lễ đã dịu đi nhiều so với lúc đầu. Biết được thuốc giải đã có tác dụng, Ninh Diệu cũng yên tâm hơn, vì thế liền vươn tay đánh vào người Úc Lễ. Người không thể nhẹ hơn chút sao, làm ta đau quá. Đau, Úc Lễ nhướng mày, ta không hề cắn em cái nào cả, ngược lại là em còn cắn ta vài cái. Chúng ta không giống nhau, Ninh Diệu ngượng ngùng nằm bẹp xuống giường, còn lấy chăn che mặt mình lại, giận dỗi, miệng ta đau quá, chắc chắn là sưng lên rồi. Thật sao? Để ta xem nào." Trong mắt Úc Lễ tràn ngập ý cười. Ninh Diệu không thèm cho hắn xem, nhưng chiếc chăn y đang che mặt lại bị Úc Lễ nhẹ nhàng kéo xuống. Đôi môi vốn hồng nhạt bây giờ lại trở nên đỏ thắm, tựa như một cách hoa ngây ngô sau khi trải qua mưa gió mùa xuân thì càng trở nên hoa lệ hút hồn người. Cả người ta đều đau. Ninh Diệu hoán giận, "Tại ngươi hết." Rõ ràng là y cảm thấy lúc Úc Lễ ôm y lên rất thoải mái, nhưng tại sao khi đổi sang một tư thế khác, lại cộm đến mức khiến y khó chịu như vậy chứ. Trách ta, Úc Lễ rất biết nghe lời nên thừa nhận ngay, còn chỗ nào đau không, ta bôi thuốc cho em. Lần này Ninh Diệu cũng chẳng thể nói rõ rằng mình đau ở đâu, y dùng chăn trùm kín người mình lại, đưa lưng về phía Úc Lễ, từ chối giao tiếp với hắn. Khó mở miệng quá, thật sự là khó mở miệng quá à, làm sao y có thể không biết xấu hổ mà nói là mình ngồi nên mới đau úc lễ đang ở phía sau bắt đầu dịch sát vào rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ ninh diệu cũng nhận ra được nhưng chỉ hừ hừ hai tiếng rồi vẫn từ từ chuyển từ tư thế nằm quay lưng về phía úc lễ thành quay mặt về phía hắn hai người lập tức đối mặt với nhau không khí có một chút gì đó khác thường ninh diệu chỉ để lộ hai con mắt ra khỏi chăn ngủ ngon úc lễ cười rộ lên ngủ đi lần lao động này thật sự quá hao phí sức lực ninh diệu cũng không thể nói thêm gì nữa sau khi nhắm mắt lại lập tức mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Úc lễ nhìn khuôn mặt ninh diệu đang ngủ say, rồi sờ nhẹ lên môi mình. Cảm giác mềm mại kia giống như vẫn còn động lại trên môi. Để lại hương nơi môi răng của hắn, khiến hắn lưu luyến mãi không quên. Úc lễ hơi nheo mắt, hiệu lực của mị dược mị ma quá ngắn, có lẽ hắn nên lấy ra một thứ thuốc khác mà thời gian và hiệu lực phải mạnh mẽ hơn nữa. Chương 50, một giấc này của Ninh Diệu, thật sự là ngủ rất ngon dường đủ lớn cho y xoay tới xoay lui, chưa kể đến chuyện được nằm ngủ bên cạnh Úc Lễ cũng vô cùng thoải mái. Chỉ cần không ngồi trên người Úc Lễ thì cả người y sẽ không bị đau nữa. Ninh Diệu cứ nghĩ rằng có thể vứt hết những chuyện xấu hổ đó ra ngoài, coi như nó chưa từng xảy ra, nhưng Úc Lễ lại giống như là không hiểu ý của y. Câu hỏi thăm đầu tiên sau khi y tỉnh lại chính là trên người còn đau không? Ui ra, Ninh Diệu lấy chăn che đầu lại, nhỏ giọng oán giận. Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Chủ đề nào không nói lại nói về chủ đề này. Vậy thì là còn đau." Úc Lễ nhăn mày lại, vươn tay kéo chăn của Ninh Diệu xuống. "Để ta xem nào." Ninh Diệu cũng hiểu rõ, nếu là tính cách của Úc Lễ thì mấy chuyện như kiểm tra hết một lần từ đầu đến chân cho y thì đúng là chuyện mà hắn có thể làm được, nên vội vàng nói, "Không đau nữa, không đau một chút nào hết." Ninh Diệu nhảy xuống giường đi vài bước để chứng minh cơ thể mình rất khỏe mãi đến khi úc lễ không còn gặng hỏi nữa ninh diệu mới tiếp tục nhỏ giọng nói thật ra thì cái mị dược hôm qua chúng ta chúng cũng chưa được xem là mạnh còn xem như là chúng ta may mắn nếu là loại thuốc lợi hại nhất ma giới kia mới được xem là mạnh nếu chúng phải thì bây giờ chúng ta có thể đứng được hay không vẫn là chuyện rất khó nói úc lễ đang sửa sang lại quần áo của mình bỗng dừng lại một chút lại làm như đang nói chuyện phiếm mà hỏi làm sao em biết được loại thuốc kia rất lợi hại đương nhiên là ta biết rồi ta là ai chứ? Ninh Diệu nhớ lại thân phận của mình, vô cùng tự hào mà khoác lác. Ta là con trai của may mắn hóa thành, có thể đoán trước được tương lai đó. cho nên người phải nghe lời ta nhiều chút nha, có thể phá giải được kiếp nạn á. ồ, úc lễ nhớ mày. Ra hiệu cho Ninh Diệu nói tiếp. thế nên Ninh Diệu bắt đầu nhớ lại đoạn cốt truyện về ma giới ở trong đầu mình. đi xem trong sách. úc lễ chưa bao giờ có một lúc nào được nhẹ nhàng, đương nhiên lúc hắn ở ma giới cũng giống vậy người trong ma giới rất phóng túng dục vọng của mình, trong phương diện này, không biết đã tạo ra bao nhiêu đạo cụ và dược phẩm. Nhưng thứ thuốc mạnh nhất trong tam giới, cũng là thứ xuân dược duy nhất khó nhổ bỏ nhất chính là xuất phát từ ma giới. Loại thuốc đó tên là nhiên tình trùng, dược hiệu vô cùng mạnh mẽ, cho dù là những người nam người nữ trong sáng thuần khiết nhất, sau khi chúng phải nhiên tình trùng, cũng sẽ biến thành một loài động vật chỉ biết sống bằng nửa thân dưới, ngoại trừ chuyện đó ra, thì những chuyện khác chẳng còn nghĩa lý gì nữa mà trong nguyên tắc thì nhiên tình trùng luôn được ma tôn mang theo bên người, gã ta gặp được Úc Lễ, muốn cướp lấy đạo cốt trên người hắn, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy với kiểu cách xa rời thế sự đó của Úc Lễ, gã muốn nhìn thấy một người như vậy trầm mê vào dục vọng. Vì thế ma tôn lập tức tạo bẫy dập, lấy nhiên tình trùng hạ lên người Úc Lễ. Thứ thuốc giải duy nhất của nhiên tình trùng nằm ở nơi xa tận chân trời góc bể, Ninh Diệu không thể tưởng tượng ra được Úc Lễ làm thế nào để có thể chịu đựng được nó, Y cũng cha thì nào biết được tình huống cụ thể. Y chỉ biết úc lễ vì để khống chế bản thân mình mà tự tạo ra trên người không biết bao nhiêu miệng vết thương, giống hệt như muốn tự lăng trì cả cơ thể mình. Nói đại khái cho úc lễ hiểu về mấy thứ đó xong, Ninh Diệu hít sâu một hơi, rồi nắm lấy tay úc lễ, nghiêm túc nói, tuy rằng thực lực của chúng ta không tệ, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn, chúng ta vẫn nên tránh đi cái tên ma tôn kia, nhất định không thể chúng phải cái nhiên tình trùng kia được. Úc lễ chậm rãi nở nụ cười hắn không biết những tin tức đó của ninh diệu là lấy từ đâu ra nhưng đúng là không chính xác lắm hoặc nói cách khác chính là chỉ đúng với hắn ở kiếp trước nhưng ở kiếp này hắn đã sớm giết chết ma tôn đó rồi bây giờ ma tôn mới nhậm chức là hắn mà cái thứ nhiên tình trùng kia cũng đang nằm trong tay hắn được úc lễ nhẹ nhàng nói chúng ta tránh tên ma tôn đó thì chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện gì dựa theo kế hoạch tiếp theo thì úc lễ sẽ cùng ninh diệu đến ma vực dựa vào nguyên tắc chuyện gì cũng phải cẩn thận, cố gắng không xảo ra xung đột cùng với ma tôn, Ninh Diệu cảm thấy bởi vì bọn họ mới đến đây, tốt nhất là phải đi dạo xung quanh vài vòng, tìm hiểu tình hình địa phương, sau đó lại đi tìm hiểu xem có nơi nào là lối tắt để vào tháp phong ấn không. Ninh Diệu nghĩ vậy rồi mới nói với Úc Lễ, sau khi nhận được sự đồng ý của hắn, hai người lập tức rời khỏi chấn nhỏ nơi biên cảnh, chính thức tiến vào ma giới. Ma vực nằm giữa một cái vực sâu, phải đi từ trên một vách đá thẳng đứng tối tăm xuống dưới mới được xem như đi vào tầng ngoài của ma vực phần dưới vách núi bị một lớp sương mù dày đặc tối đen bao phủ khiến cho người ta không thể nhìn ra được nó cao bao nhiêu cũng không biết được rằng trên đường đi xuống đó sẽ gặp phải những nguy hiểm gì ninh diệu nhìn cái vỡ sâu không thấy đáy đó một lúc mới đề nghị hay chúng ta dùng tàu bay để bay xuống đi không ổn úc lễ lắc đầu thể tích của tàu bay quá lớn lỡ như gặp phải chuyện gì thì rất khó để quay đầu lại. Ninh Diệu suy nghĩ một lát, cảm thấy Úc Lễ nói rất có lý, vì thế nên sau khi bàn bạc xong thì phương án cuối cùng đó chính là cách ngự kiếm phi hành truyền thống. Ninh Diệu rút bội kiếm của Ninh Diệu ra, ném lên không trung, thành công khiến thanh kiếm lơ lửng trên không trung một lần nữa. Quả nhiên dùng kiếm vẫn tốt hơn, lần trước y dùng nhánh cây có thành công được đâu. Ninh Diệu tràn ngập tự tin đứng khoanh tay trên thanh kiếm, sau đó y khống chế được nó bay xuống dưới đáy vực chơi với ta đi ca ca ở lại chơi với ta đi giọng nói non nớt của trẻ con vang lên the thé ta ở đây ngồi một mình đã lâu quá rồi ngươi ở đây với ta đi có được không khi bắt đầu thì rất thuận lợi nhưng càng xuống dưới lớp sương mù dưới đáy vực càng trở nên đen đặc che hết tất cả những thứ trước mắt khiến cho người ta chỉ cảm nhận được sự mát lành hi 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 có tiếng cười khẽ vang lên giữa làn xương đen lúc xa lúc gần da đầu ninh diệu bắt đầu tê dại cả người y cứng đờ giữa đám xương đen dày đặc bỗng xuất hiện một gò má tái nhợt và một đôi mắt không tròng cơ thể ninh diệu mềm nhũn y lảo đào một cái rôn rẩy ngã vào ngực úc lễ sợ thì cứ nhắm mắt lại sẽ không sao đâu úc lễ lên tiếng an ủi nhưng ngay tại hoàn cảnh như này mà nhắm mắt lại thì không phải sẽ càng đáng sợ hơn sao Ninh Diệu nức nở một tiếng, rồi bất chấp cả an toàn, dứt khoát xoay cả người sang một hướng khác, chôn mặt vào vai Úc Lễ. Phương pháp trốn tránh hiện thực như vậy đúng thật là có thể làm cho Ninh Diệu giảm bớt cảm giác sợ hãi, nhưng phía trước thì có chỗ sửa vào, còn sau lưng thì vẫn vô cùng trống trải. Ngươi, ngươi ôm ta đi, Ninh Diệu nhỏ giọng kháng nghị, lỡ như ta ngã xuống thì biết làm sao, bây giờ ta cũng đâu thể biến thành chim để bay lên. Trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo và ra lệnh, nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy phiền chốt nào, mà lại còn muốn làm tất cả mọi thứ y nói. Thế nên Úc Lễ lập tức vươn tay, ôm lấy chiếc eo thon mà một bàn tay là có thể ôm trọn kia, còn tay kia thì đặt sau lưng Ninh Diệu, ôm toàn bộ thân thể mảnh khảnh ấy vào ngực mình. Bọn họ tuy đã thân mật đến vậy, nhưng hiện tại Úc Lễ cũng không dám cầu những điều xa hơn. Hắn muốn tính toán từ từ, nhất định không thể dọa cho y chạy. Úc Lễ đang nghĩ như vậy, lại thấy người trong ngực vặn vẹo hai cái, rồi ngẩng đầu lên. Khi Ninh Diệu nghĩ ra ý gì xấu thì sự trột giả sẽ hiện hết lên mặt, còn có một chút hồng hồng do ngượng ngùng nữa. Ninh Diệu cố gắng biến lời nói của mình hợp lý hết mức có thể, ngươi xem, quan hệ của chúng ta đã tốt như vậy rồi, hôm qua ta đã giúp ngươi nhiều như thế, có phải hôm nay ngươi cũng nên giúp ta một tay không? Ừm, em muốn ta giúp thế nào? Úc lễ hỏi, Ninh Diệu lại không trả lời, y chỉ chớp chớp mắt, rồi vươn tay về phía đai lưng của úc lễ, ngón tay trắng nõn, thon dài kia bắt đầu cởi bỏ đai lưng, mà chủ nhân của đầu ngón tay ấy lại còn tựa đầu vào vai người đang bị cởi đai lưng, hơi thở y vô cùng nhẹ nhàng, mỗi lần hít thở đều phả vào hầu kết nhô lên của người đang bị y dựa. ngay lúc này, úc lễ kiên thức rộng rãi như vậy, hô hấp cũng đã bắt đầu rối loạn. em cuối cùng cái bàn tay đam náo loạn kia cũng đạt được mục đích, sau khi mở rộng áo ngoài của úc lễ y liền chui cả đầu mình vào mau mau dùng áo ngoài che ta lại đi ninh diệu dán cả người mình vào áo trong của úc lễ không có áo ngoài cách trở nhiệt độ cơ thể của úc lễ và hơi nóng hầm hập của y lập tức hòa vào nhau dù sao thì áo ngoài ở tu chân giới cũng sẽ tự động biến hóa lớn nhỏ nhét thêm ta nữa cũng được mà phải không biết rõ hành động của ninh diệu xuất phát từ mục đích gì úc lễ chỉ đành nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó dùng linh lực áp chế sự sao động kia xuống nếu người em gặp không phải ta nếu người y gặp được không phải hắn thì với những hành động đó của ninh diệu chắc chắn cũng đủ khiến cho mấy ngày tiếp theo của ninh diệu chỉ có thể ngây ngốc ngồi y một chỗ mất thôi cho dù y muốn chạy trốn cũng sẽ bị nắm lấy mắt cá chân kéo về quay lại cái nơi nóng rực kia thêm một lần nữa tới lúc đó y cũng chẳng cần ăn cơm nữa mà sẽ được đốt no bởi một thứ càng chân quý hơn hơn nữa còn ẩn chứa không biết bao nhiêu là linh lực trong đó Úc Lễ chẳng cần phải nhiều lời làm chi nữa, hắn ôm lấy người vừa mới tự động nhào vào ngực mình này vào lòng, tiếp tục bay xuống đáy vực sâu. Khi đáp xuống mặt đất, Ninh Diệu nhanh chóng chui ra khỏi ngực Úc Lễ, rồi nhìn khắp nơi xung quanh, sau khi xác định được không có người nào ở đây, mới bắt đầu chậm chạp sửa sang lại quần áo cho Úc Lễ. "Chúng ta vào thôi." Ninh Diệu vui vẻ lôi kéo Úc Lễ, đi về hướng cửa thành ở phía xa xa. Dọc đường có thể bắt gặp không ít xương cốt thi thể rơi rụng chắc hẳn là họ cũng muốn đến ma vực nhưng giữa đường lại gặp phải mấy chuyện bất chắc cuối cùng đành phải bỏ mạng tại đây hiển nhiên là cái vực sâu kia cũng không phải là nơi có thể dễ dàng đi qua ninh diệu rời mắt khỏi mấy thi cốt đó rồi nhìn qua mấy thủ vệ ở ma vực một lát khác với kiểu ra vào nghiêm ngặt ở yêu giới tất cả những sinh vật nào có thể qua được bài kiểm tra của ma vực đều có đủ tư cách để đi vào chỉ là khi bọn họ đi vào thủ vệ sẽ ghi lại diện mạo của bọn họ sau đó trình lên cấp trên khi y và úc lễ đi qua không gặp phải bất cứ trở ngại nào thuận lợi đi vào bên trong ma vực rõ ràng là bên trong náo nhiệt hơn rất nhiều so với bên ngoài nếu đám người ma tộc ăn mặc mát mẻ trong cái chấn nhỏ trước đây chỉ cần một lát là đã mất tâm trong đoàn người thì ở nơi này người lại nhiều đến mức chẳng thể nào đếm nổi ninh diệu đội mũ có rèm đi bộ trên phố cùng úc lễ đôi mắt cũng chỉ ngoan ngoãn nhìn xuống mặt đất nên cũng không tránh khỏi chuyện mặt mày y bắt đầu ủ ê thật ra thì nhìn nhiều cũng cay mắt lắm á. Ninh Diệu nhỏ giọng đùa với Úc Lễ, như vậy thật sự là khó coi quá à, dáng người của bọn họ còn chưa đẹp bằng một nửa của ngươi đâu. Sắc mặt của Úc Lễ chuyển từ mây mù sang nắng ấm, nhưng khi nhìn thấy những tên đi lòng vòng khắp phố mà chỉ mặc đúng một lớp lụa mỏng đó, lại chuyển về vẻ mây mù như ban đầu. Đổi phong bại tục, có lẽ thói quen ăn mặc của ma tộc cần phải được sửa lại. Ninh Diệu không biết được Úc Lễ đang suy nghĩ chuyện gì, y quan sát kiến trúc và đường phố của ma tộc, ngoại trừ những người ma tộc ăn mặc nóng bỏng kia thì còn có một ít thứ rất khó gặp được ở những nơi khác. Khắp đường phố ngập tràn những tác phẩm điêu khắc, trông sống động như thật. Nói là điêu khắc cũng không chính xác lắm, vì những thứ đó sống động như thật, nhìn qua giống như là người thật, có thể đánh cháo với người thật được luôn. Nếu như không phải bọn họ bị đặt trên một cái đài cao hơn mặt đất thì Ninh Diệu sẽ cho rằng họ là những người chỉ mới đứng bên đường nghỉ ngơi một lát mà thôi hình dạng của mỗi tác phẩm điêu khắc đều khác biệt, nhưng lại có một điểm chung duy nhất, chính là rất đẹp. Ninh Diệu lôi kéo Úc Lễ đi đến bên cạnh một tác phẩm, sau khi quan sát toàn diện một lần, Ninh Diệu hỏi Úc Lễ mấy cái này thật sự là người sao? Úc Lễ lắc đầu, cũng giống như chuyện nhẫn chữ vật của Úc Lễ cái gì cũng có, thì có rất nhiều thứ mà Ninh Diệu không biết, sau khi hỏi Úc Lễ lập tức sẽ được hắn giải đáp rất rõ ràng, lần này cũng giống vậy. Mấy thứ này đều không phải vật sống. Úc Lễ nói, bọn họ đều là chế phẩm, mà Tôn trước đây rất thích siêu tầm mỹ nhân, mỗi lần kiếm được một mỹ nhân hợp ý, lập tức sẽ phái thợ thủ công chế tác ra một chế phẩm giống vậy đặt ở ma vực, rồi lấy thứ này để khoe với ma tộc rằng mình đoạt được. Thì ra là thế, mặt trời chân lý trôi qua tim ninh diệu, y thử vươn tay sờ sờ vào mặt của chế phẩm kia, cảm nhận được sự mịn màng chân bóng, ngoại trừ việc nhiệt độ hơi thấp thì không có gì khác với người thật. Ninh Diệu cảm thấy mình đã được mở rộng tầm mắt, y còn muốn đi dạo thêm một lát nữa để xem thử xem còn có thứ gì mới lạ không nhưng lại bị úc lễ mạnh mẽ kéo đến một khách điếm đã sắp khuya rồi không nên ra ngoài đi dạo nữa úc lễ nói nơi này là ma tộc buổi tối ở đây sẽ không được văn minh như ở hai giới kia có thể không văn minh đến mức nào cơ ninh diệu đang muốn hỏi tiếp lại bị hình ảnh hai tên ma tộc ăn mặc mát lạnh ôm chặt lấy nhau đập vào mắt y cai bộp một người trong đó phát ra âm thanh ngọt nị âm điệu uyển chuyển lạ thường. Ninh Diệu sợ khiếp vía, cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là không văn minh rồi. Trường hợp này đối với một người từ nhỏ đã là con ngoan trò giỏi, một người thanh niên tốt như Ninh Diệu mà nói, thì đúng thật là quá kích thích. Tường lửa trong máy tính y vô cùng có trách nhiệm, tận hết chức trách nên chưa từng cho y thành công mở ra được một trang web nào cả. Ninh Diệu kéo tay Úc Lễ, đi mau đi mau, trước khi mặt trời của riêng ma vực xuống núi, Ninh Diệu và Úc Lễ đã thuận lợi đến được khách điếm, thuê một gian phòng. Cách bố trí trong phòng cũng xem như là bình thường, sau khi ăn cơm chiều xong, mấy chuyện xấu hổ khi nãy cuối cùng cũng tiêu tán. Ninh Diệu nằm trên phần giường phía trong, giống như ngày thường mà nói chuyện phiếm với Úc Lễ trước khi đi ngủ. Mà tộc thật sự là cười mở đến đáng sợ, Ninh Diệu nằm nghiêng nói chuyện với Úc Lễ, lúc nhớ lại y vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi. Đường phố buổi tối loạn đến mức nào chứ? có lẽ những người nằm đắp chăn bông nói chuyện phiếm đơn thuần như chúng ta thật sự rất hiếm úc lễ thật ra thì hắn cũng không muốn đắp chăn bông nói chuyện phiếm như vậy lắm đâu mũ cảm của úc lễ rất nhạy nên hắn có thể dễ dàng nghe thấy những tiếng rất nhỏ ví dụ như ngay bây giờ xuyên thấu qua hai tấm cách âm phù của căn phòng hắn có thể nghe thấy được khí thế ngất trời của phòng bên cạnh mà người trong lòng hắn lại đang nằm ở nơi mà hắn chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào được còn đang mở to đôi mắt biết cười, nhìn hắn bằng một cách tràn ngập tín nhiệm. Úc lễ không một tiếng động, lặng lẽ thở dài trong lòng. Đêm đã khuya, sau khi ninh diệu huyên thuyên đủ rồi, liền bắt đầu chìm vào mộng đẹp thơm ngọt. Úc lễ ôm người vào ngực, lại nhìn vào lòng bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một nguồn sức mạnh, nhưng lại không phải linh lực, mà là ma lực. Từ lúc hắn tự bước vào con đường tu hành, thì đã tu phải bộ công pháp có vấn đề bây giờ khi đi vào giữa ma vực sức mạnh của hắn càng có thể dễ dàng vận chuyển hơn cũng thuận tiện sử dụng một ít chiêu thức của ma tộc ma lực đen nhánh vặn vẹo trong lòng bàn tay úc lễ bay đến bên cạnh giường hóa thành hình người bóng người đen nhánh kia dần biến thành thực thể chính là dáng vẻ của úc lễ đây là hiện thân bên ngoài của úc lễ úc lễ nhắm mắt lại một ít thần thức bám vào trên người hiện thân của hắn rồi rời khỏi phòng hắn không hề lang thang chẳng có mục đích mà là rất nhanh chóng bay thẳng về phía trung tâm ma vực. Cung điện của ma tôn lại là nơi trung tâm của ma vực. Hôm nay tà hộ pháp chuyên phụ trách các loại sự vụ đang ôm một mỹ nhân trong ngực, mỹ nhân này lại đút rượu gắp thịt cho hắn, vô cùng sung sướng. Bỗng có người đi vào điện, khom lưng với tà hộ pháp, đại nhân, bên dưới truyền tin đến, báo rằng hôm nay có hai kẻ khả nghi vào thành, xin ngài xem qua. Ai, khả nghi thì khả nghi, Toàn bộ người bên trong ma vực này thì hết tám phần là khả nghi rồi. Cút xuống đi, đừng quấy rầy ta, ngày mai hữu hộ pháp đến thì ngươi cứ đi thông báo cho hắn. Nhưng mà, nhưng mà, người thông báo điên cuồng xoa mặt. Nhưng cấp dưới của thuộc hạ nói, hai người tiến vào thành đó, hình dáng giống hệt như ma tôn và ma hậu. Tả hộ pháp, mỹ nhân cũng không thèm ôm, rượu cũng chẳng kịp uống, tả hộ pháp còn đang muốn vứt hết mấy thứ này vào nhẫn chữ vật thì một trận gió lạnh bỗng quét qua đại điện còn trên vị trí cao nhất chỉ dành cho ma tôn kia lại có một người ngồi vào sau lưng tà hộ pháp đổ mồ hôi đầm đìa hắn cứng đờ người quay đầu lại lập tức thấy rõ vị đang ngồi trên kia đúng là vị ma tôn đã lâu không gặp chỉ cần nghe tên đã khiến người ta sợ vỡ mật đó tà hộ pháp và mỹ nhân bên cạnh hắn đùng một cái quỳ rạp xuống cúi đầu không dám nhìn lên thêm lần nào nữa người đúng thật là rất nhàn nhã Ma tôn lạnh lùng nói, chuyện này, con người mà, khi đối mặt với cái chết thì đầu óc rất nhanh nhảy, tà hộ pháp bỗng buộc miệng thốt lên, biết được tin ma tôn và ma hậu quay về, hai người đúng thật là duyên trời tác hợp, trời sinh một đôi, muôn đời vĩnh viễn không chia lìa, mãi mãi ân ái như ban đầu, cho nên vô cùng vui vẻ, mới không nhịn được mà uống hai ly. Tà hộ pháp vắt hết những gì có trong não mà nói một hơi dài, sau đó thấp thỏm chờ kết quả. Hắn không nhìn được biểu cảm của ma tôn, chỉ biết rằng ma tôn đang trầm mặc mà đầu hắn thì vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên cổ người đi tìm trong kho mật lấy nhiên tình trùng ra đây ma tôn bỗng lên tiếng nhưng lại không hề nhắc đến chuyện trừng phạt tả hộ pháp tả hộ pháp vâng lời nhanh chóng chạy đến kho mật lấy đồ nhưng mà lấy nhiên tình trùng để làm gì tả hộ pháp cầm hộp đựng nhiên tình trùng trên tay bỗng nghĩ đến một khả năng nào đó không hổ là ma tôn ngài và ma hậu đã là vợ chồng già cả rồi còn muốn chơi mấy thứ tình thú như vậy, cũng không biết vị ma hậu da thịt non mịn ấy có chịu nổi mấy thứ này không đây. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn, cảm ơn bạn đã lắng nghe.